Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ xem, cân nhắc và đủ 200.000 là bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, nó rất là đơn giản vậy thôi. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi chờ đợi lâu. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi cọ vịt nhá. Đấy, các bác lên cho em là cọ vịt này. Ở đây thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, về nhà thì các bác lắp cái phần cán này vào cho em này. Cái phần cán này thì về nhà các bác lắp nhá. Đấy, về nhà các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, về nhà mình lắp sau đó thì mình đóng nó vào là xong. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su mềm, nó có thể là ngoặt lên ngoặt xuống được này. Có cái phần đầu này để mình đánh này, đánh kỳ cọ vào các khe kẽ này và cái phần chổi cước như này. Đấy, rất là sạch sẽ luôn. Thì về nhà các bác chỉ việc lắp vào cho em là xong. Và cái này thì khi mình để thì để vào đây là nó sẽ tự sập vào nhá. Để đây sập vào. Có cho các bác là cái miếng dán luôn nhá. Đấy, có cả chân cả miếng dán luôn. Đây. Có cả chân cả miếng dán như này các bác này. Đấy, có chân này thì các bác có thể để trực tiếp ở dưới nền hoặc là có miếng dán để các bác có thể dán quạt lên nền nhá. Nó rất là tiện dụng. Và cái giá thì chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp cho em là cọ vịt nhá. Cọ vịt. Giá sẽ là 60k. Đấy, thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Con này thì khá là tiện dụng nhá. Lên mã giúp cho em đó là cọ vịt, giá sẽ là 60k nhá. Đấy. Cọ vịt này. Giá của nó sẽ là 60k cho một cái chổi cọ vịt như này. Đây các bác nhá, ứng dụng của nó thì nó rất là tiện luôn. Đấy, các bác cho nước rửa vào đây. Sau đó thì mình kỳ cọ này, sau đó thì mình đặt lên tường. Rất là tiện luôn các bác này. Đó, kỳ cọ vệ sinh cho nó thì mình có cái miếng dán mà về mình dán lên tường không phải khoan đục gì cả, nó rất là tiện. Đấy, sập vào cho em là xong. Rất là đẹp luôn. Đấy. Có cả cái phần để chân thì các bác có thể dùng để chân thì để, mà không có thì mình dán trực tiếp lên tường cho em là xong. Rất hợp lý các bác nhá. Đấy, kỳ cọ khe kẽ ngóc ngách này. Rất tiện các bác thấy không? Lên nhau là cọ vịt 60.000. Tiếp theo thì tôi xúc về các bác dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em là mic không dây nhá. Cái này thì nó sẽ là mic không dây. Các bác có thể dùng để mình hát karaoke hoặc là mình kết nối để mình nghe nhạc cũng rất ok luôn. Ở đây sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc về nhà các bác cắm sạc này. Các bác bật nguồn lên cho em nhá. Đấy, nó sẽ có nút nguồn đây. Có nút nguồn bên trên này này. Con này, nút nguồn bên trên này. Bật nguồn lên cho em này. Đó. Đấy, bật nguồn lên cho em. Đấy, con này. Đấy, có điều chỉnh âm lượng này, có kết nối vào Bluetooth nhá. Các bác có thể kết nối vào Bluetooth để mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke. Alo, alo. 1 2 3 4. Alo. Đấy, tiếng nó rất là to và rất là vang nhá. Tiếng to rất là vang luôn. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó thì tiếng của nó khá là to và vang luôn. Thì các bác dùng hát karaoke rất là hay. Và có điều chỉnh mic này. Alo, alo, đấy, có to nhỏ đây nhá. Có to nhỏ đây. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo. Đó thì con này giá chỉ có 100.000 thôi. 100.000 cho cái con mic không dây này các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mic không dây. Giá của nó sẽ là 100k cho em mic không dây này. Các bác có thể dùng để hát karaoke này, hoặc là dùng để nghe nhạc, hoặc là các bác dùng để mình thông báo alo cũng được, rất là tiện. Lên cho em là mic không dây nhá, mic không dây này. Mic không dây giá của nó sẽ là 100k nhá. 100 cành cho cái con mic không dây như này, 100 cành. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, dòng này thì nó sẽ là của iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone 14 Pro Max thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái củ như này và một dây nhá, một củ một dây dành cho điện thoại iPhone nhá. iPhone dành cho điện thoại iPhone như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cả củ cả dây như này. Hàng của thương hiệu iPhone này. Đó, iPhone 14 Pro Max này, California con này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone nhá. Giá chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ sạc nhanh iPhone 14 Pro Max như này. Đấy. Đấy, iPhone 14 Pro Max này, iPhone 14 Pro Max nhá. Đó, lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone. Đó. Sạc nhanh iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ sạc nhanh iPhone như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Giấy lau giày thì sẽ là 20.000 cho một bịch như này. Các bác có thể dùng để mình lau giày, lau dép đều được hết nhá. Đấy, chuyên để lau giày dép. Hoặc ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình lau bàn, lau ghế hoặc là lau các cái khu vực nào mà bị bẩn cũng rất là ok nhá. Ở đây thì khi mà các bác lau ấy thì nó sẽ ra cho các bác là một cái lớp bọt như này nhá, một cái lớp bọt này các bác này. Đấy, một cái lớp bọt như này thì khi các bác lau nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, đây ví dụ đây là cái mực các bác này, cái mực em viết ra này. Đấy, mực viết ra như này nhá. Đấy là lau nó sẽ sạch luôn các bác này. Đấy, lau sẽ sạch luôn các bác thấy không. Đấy,
lau sạch luôn. Là con này cái độ tẩy của nó rất là tốt nhá, thì các bác giày dép mà của mình bị bẩn đấy, mình đưa vào mình lau đi cho em là sẽ sạch luôn. Đó, lên cho em là giấy lau giày nhá, giấy lau giày nó sẽ là 20k trên một bịch như này nhá, 20.000 trên bịch như này. Đó, 20k trên một bịch như này, và các bác mua từ 3 bịch thì giá của nó sẽ là 50.000 cho 3 bịch nhá, 50.000 cho 3 bịch, và một bịch này của nó là 30 tờ, một bịch này là 30 tờ các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái hộp 5 mũi khoan tháp nhá. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp đó, thì nó sẽ bao gồm cho các bác là bộ 5 mũi khoan tháp như này. Các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp nhá, thì giá của nó sẽ là 180.000 cho một hộp 5 mũi khoan tháp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan của Nhật các bác này. Đấy, Unica Japan, hàng của Nhật, đựng trong hộp nhôm cực kỳ xịn sò luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan nhá, thép gió phủ titan, siêu sắc bén cho các bác luôn. Đấy, khi mà muốn lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp như này là sẽ có dấu này. Đấy, nhấp này sẽ có dấu luôn các bác, thấy rất là tiện luôn nhá. Đấy, nhấp này sẽ có dấu luôn, rất là tiện các bác này. Đây, các bác chỉ cần nhấp này cho em này. Đấy, đây cái dấu của nó này, rất là to rõ ràng luôn. Thì các bác có thể dùng cái dấu này để mình khoan hoặc là mình làm dấu rất là ok nhá. Đấy, thì ở đây bộ sẽ bao gồm 1 2 3 4 5 mũi khoan tháp và một cái con lấy dấu như này nhá. Cầm tranh cái khoan đỏ ra đây. Đấy, nó sẽ là bao gồm là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu như này, và giá thì chỉ có cho bác là 180.000 thôi. Combo cho bác nhá, hộp 5 mũi khoan tháp, hộp nhôm, giá sẽ là 180.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là cái hộp mũi khoan đỏ đây. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là đựng trong cái hộp nhựa nhá. Thì cái này của nó sẽ có bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen nhá. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này, thì cái mũi này của nó sẽ là 412, 432 và 420 nhá. 3 mũi khoan tháp và 3 mũi lấy dấu nhá, và 3 mũi tazogen nhá, tazogen. Đó, vừa khoan vừa tazogen luôn. Thì cái này của nó sẽ là 110.000. Đấy, các bác lên cho em là hộp khoan đỏ nhá. Đấy, lên cho em là hộp khoan đỏ này. Đó, cái này là cái gì đỏ nhỉ, là khoan tháp đỏ nhá. Đấy, lên cho em là khoan tháp đỏ, giá của nó sẽ là 110.000. Đó, khoan tháp đỏ này. Đó, khoan tháp đỏ, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho một cái bộ 3 mũi khoan tháp như này. Đấy, nó sẽ là hộp màu đỏ và đựng trong hộp nhựa như này nhá. Nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 hộp mũi khoan tháp này và 3 hộp mũi tazogen nữa. Đó, và giá của nó sẽ là 110k nhá, 110.000 cho mấy cái bộ như này. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái này nó là cái gì nhỉ, cái này cái gì, các bác lên cho em là nấm móng tay chân nhá, nấm móng tay chân. Đó, bác nào bị nấm móng tay móng chân thì các bác dùng cái này cho em nó rất là tốt nhá. Đấy, một lọ này của nó thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác dòng này nó sẽ là thuốc nam, dùng cực kỳ là hiệu quả luôn. Ở đây thì sẽ kèm cho các bác là các cái miếng băng gâu để các bác dán vào này. Đấy, để mình che đi cho nó khỏi bị bụi bẩn này. Và có tăm bông để các bác nhúng vào các bác thấm thuốc này. Đó, hàng thì sẽ là hàng của Nhật nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái chai thuốc như này, 25ml các bác nhá. Về nhà các bác mở nắp ra, sau đó thì mình lấy cái tăm bông, lấy cái tăm bông mình thấm vào các cái đầu kẽ móng tay móng chân. Bác nào bị nấm móng tay chân thì dùng cái này cho em rất là hiệu quả luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, và cái giá thì rất là hợp lý cho bác, 90k cho một lọ nấm móng tay chân như này nhá. Đấy, lên cho em là nấm móng tay chân, móng tay móng chân mình bị nấm hoặc là bị bong chốc hoặc là bị xỉn đấy các bác nhá. Đó, nấm móng tay chân, giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là nấm móng tay chân này, nấm móng tay chân, nấm móng tay chân nhá, tay chân, giá của nó sẽ là 90k nhá, 90.000 cho một cái hộp nấm móng tay chân như này, giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k cho một hộp. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái keo dán tôn nhá. Các bác lên cho em là keo dán tôn, thì một hộp này của nó sẽ, một quận này của nó sẽ là nó sẽ là 10 cm nhá. 10 cm thì các bác lên cho em là keo 10, keo 10 bản của nó là 10 cm nhá, 10 cm, và cái giá thì sẽ là 40k nhá, 40k cho một quận như này. Thì bản là 10 cm và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m, vào khoảng 5 m. Thì cái này các bác dùng để mình dán tôn là cực kỳ là ok luôn. Đấy, các bạn đang bị thấm sụt gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình, vết nứt tường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bác Kiêu X2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, bề cá bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ
dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để bằng keo kết thúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ bằng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, nên chặt bằng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Mưa bão chưa bao giờ phải lo vì đã có băng keo chống thấm công nghiệp bản XK1000. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất tường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Băng keo X2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dàn ống nước, dàn trần nhà, tường thấm nước, bể cá bị vỡ hay dàn phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo kết thúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp dính bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị bóc ra. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái bộ rổ vuông nhá. Các bác lên cho em là rổ vuông. Đấy, các bác lên cho em là bộ rổ vuông hai lớp này, rổ vuông hai lớp. Tức là một cái bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là ba rổ và ba chậu này, ba rổ và ba chậu nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là ba cái rổ và ba cái chậu như này. Con to nhất thì nó sẽ vào khoảng là 35 đến 37 cm nhá. Đấy, tính phủ bì của nó là 35 đến 37 cm. Đó. Và con nhỏ nhất của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20 cm nhá. Đấy, trên 20 cm cho các bác luôn. Đấy, và đây nó sẽ là một cái bộ rổ cực kỳ chất lượng cho các bác. Hàng của nó sẽ là nhựa Việt Nhật nhá. Nhựa liên doanh Việt Nhật này, hàng Việt Nam chất lượng cao này. Hàng này thì nó sẽ là siêu mềm các bác này. Đấy, siêu mềm. Các bác dùng bóp thoải mái cho em luôn. Đấy, không sợ bị gãy nhá. Đây các bác này. Nhựa của nó là nhựa siêu mềm nhá. Nhựa siêu mềm, dùng là nhựa này là an toàn cho sức khỏe cộng đồng luôn. Lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Bộ rổ vuông. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. À 80.000. Đó. Bộ rổ vuông này. Bộ rổ vuông. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho một bộ rổ vuông như này. Tiếp theo bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái ô nhặt tự động nhá. Con này thì rất là tiện các bác này. Đấy. Thì nó chỉ đơn giản thôi các bác này. Khi mà các bác mở ra thì bóp này nó ra này. Đấy, bóp này nó sẽ ra các bác này. Đấy. Hàng này của em nó sẽ là dòng 10 nan nhá, 10 nan và nan kép. Nan kép 10 nan, đường kính là 1 mét nhá. Đường kính là 1 mét, nan kép 10 nan. Đây, các bác bóp này nó sẽ tự vào này. Đấy, sau đó các bác đẩy tay vào này cho em. Sau đó thì mình xoay như này, xoay đều như này, xoay đều này là nó sẽ đi vào làn, là mình sẽ dính vào cho em là xong này. Đấy, nó sẽ có cái dính này rất là gọn luôn nhá. Rất gọn luôn. Đấy, và khi giả ra thì mình chỉ cần giả này thôi. Đấy, và các bác không cần phải dùng tay để đẩy lên mà các bác chỉ bóp này là xong này. Đấy, nan 10 nan, nan kép cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Và cái dòng vải này của nó thì nó sẽ là vải nước đổ đầu vịt nhá. Nước đổ đầu vịt, nó không bị thấm nước và khô nhanh. Đấy, khô nhanh, nước chảy xuống trượt luôn. Và ưu điểm của con này thì ví dụ như các bác đang bận thì mình chỉ cần là bóp tay này là xong, rất là tiện. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 nhá. 80.000. Các bác lên mã giúp cho em là ô Nhật nhá. Ô ô dù Nhật. Lên cho em là ô dù Nhật này, giá của nó sẽ là 80.000 một chiếc này thôi. 80.000 cho một cái ô dù Nhật như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình bỏ vào ô tô này, bỏ vào ba lô này, hoặc bỏ cốp xe máy đều được hết nhá. Tại vì cái chiều dài của nó thì nó chỉ vào khoảng là 30 cm thôi. Nó rất là gọn các bạn. Đấy, chiều dài của nó khoảng 30 cm. Và khi các bác đút vào bao này rất là gọn này, chiều dài khoảng 30 cm thôi nhá. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Giá sẽ là 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Bình nhiệt quân đội Mỹ thì bên shop về nó sẽ có mấy màu như này các nhá. Mấy màu như này. Thì nó sẽ có cho các bác là màu màu này thì nó sẽ là màu xanh đen này, màu xanh đen. Giá sẽ là 170.000, dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Đấy, còn cái màu xanh quân đội thì giá sẽ là 190.000. Đấy, 190.000 các bạn. Đấy. Và có cả màu đỏ luôn, có cả màu đỏ nhá. Đấy, tất cả các màu, màu đỏ, màu xanh đen và màu inox thì sẽ là 170 nhá, 170. Còn màu xanh quân đội thì sẽ là 190.000. Đây, màu này màu inox các bác này. Đấy, màu inox đây. Đấy, màu này màu inox này. Đấy, thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 3 màu. Dung tích của nó là 1,5 lít nhá. Hàng giữ nhiệt cho các bác luôn. Đấy, 1,5 lít các bác này. Đấy, riêng cái màu xanh quân đội này thì giá nó sẽ đắt hơn một chút, là sẽ là 190 nhá. Đấy, riêng màu xanh quân đội thì 190, còn ba màu kia, màu xanh, màu đỏ, màu inox thì giá của nó chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Đây, nắp của nó sẽ là nắp bằng inox như này và dùng để làm ca uống nước được luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái nắp có gioăng nhá. Hàng này thì giữ nước cực kỳ tốt luôn, giữ nhiệt cực kỳ tốt và nước không sợ. Và nó sẽ có một con lưới lọc như này, hàng Su 304 các bác này. Đấy, Su 304 nhá. Đây, Su 304 này. Đấy, và con này cũng là 304 này. Đấy, có lưới lọc như này. Các bác có thể dùng để mình hãm trà, uống trà, uống cà phê rất là ok này. Đấy, hàng này thì nó sẽ là hàng của quân đội Mỹ nhá. Đấy, thì bên Mỹ nó sản xuất cho cái quân đội của nó nhá, sản xuất cho quân đội của nó. Rất chất lượng cho bác luôn. Chấm hết luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là 100
70.000 cho các màu kia, còn màu xanh quân đội thì sẽ là 190.000. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ này, đó, bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đó, bình nhiệt quân đội Mỹ, giá của nó sẽ là 190k cho màu xanh quân đội và 170k cho ba màu còn lại nhá. Xanh quân đội này, đấy. Còn các màu còn lại là màu xanh, màu đỏ và màu xanh đậm thì sẽ là 170.000. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã bình, đó là bình thể thao nhá, bình thể thao. Đấy, con này thì lô này về nó sẽ là màu inox rất là đẹp luôn, màu inox rất là đẹp luôn. Và con này thì dung tích của nó sẽ là 1 lít nhá. Dung tích của nó sẽ là 1 lít các bạn. Đấy, dung tích rất là vừa xinh. 1 lít và dòng này thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật inox 316 các bạn này, inox 316. Con này thì cũng là giữ nóng giữ lạnh cho các bác luôn, giữ nóng giữ lạnh cho bác luôn. Đấy, nhìn thiết kế từ cái nắp điếc của nó rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nắp điếc rất là đẹp luôn. Đó, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Con này thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là 80.000 thôi nhá, 80.000. Đấy, bên em thanh lý siêu thị được cái giá rất là tốt cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao này. Đó, bình thể thao giá của nó sẽ là 80k, giá không thể tin nổi luôn. Dung tích của nó sẽ là 1 lít cả vỏ nhá. Đấy, bình thể thao, dung tích là 1 lít cả vỏ nhá, 1 lít cả vỏ này. Đấy, 1 lít cả vỏ, giá của nó sẽ là 180.000 lần này về cho bác, giá thì còn là 80k cho một con bình thể thao này thôi. Đấy, bình thể thao giá sẽ là 80.000, hàng bằng inox 304 nhá. Đấy, inox 304, dung tích là 1 lít này. Đấy, con này thì inox 316 nhá, inox 316. Còn cả cao cấp hơn cả inox 304 luôn, rất đẹp nhá, rất đẹp, sáng bóng. Màu của nó sẽ là màu inox như này, rất là tuyệt vời luôn. Lên cho em là bình thể thao nhá. Giá chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, 80.000 cho một con bình như này. Chấm hết đầy con Z luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái bộ dao 6 món nhá. Đấy, bộ dao 6 món. Đấy, các bác lên cho em là bộ dao 6 món chuyên Thái nhá. Bộ dao 6 món chuyên Thái. Dòng này thì chỉ chuyên Thái thôi và giá chỉ có 150.000 thôi. Bộ dao này. Bộ dao 6 món nhá, 6 món chuyên Thái nhá. Đấy, chuyên Thái. Giá sẽ là 150k thôi. 150.000 cho 6 con dao. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì sẽ là hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và sản phẩm đây. Đấy, em nó đây các bác này. Đấy. Đây nhá, đây đích thực là em nó luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng này thì nó chỉ chuyên để thái thôi nhá. Đấy, độ nó không có dày cho nên là các bác không thể chặt được đâu, chỉ thái thôi. Và sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái kéo này, một cái kéo nhá. Đấy. Kéo của nó thì nó sẽ là bằng thép liền thân như này. Có chức năng khui bia này, kẹp cua ghẹ mở nắp chai đều ok hết nhá. Đấy, rất là ngon này. Đấy, thép liền thân nhá. Đó, món thứ nhất nhá. Món thứ hai nó sẽ là một cái liếc như này nhá, một cái liếc như này. Thì khi nào mà dao mà cùn thì các bác dùng cái liếc này cho em. 1-2 năm dao nó cùn thì các bác dùng cái liếc nhá. Món thứ ba thì nó sẽ là một con dao đây, Seki Japan nhá, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Siêu bén luôn các bác này. Đấy, dọc giấy như không có nhá. Đấy. Đây các bác này. Dọc giấy rất là ngon luôn các bác. Đấy. Dao mà dọc giấy được như này là các bác biết rồi. Đấy, dao thì phải bén thì mới dọc được giấy như này các bác nhá. Đấy. Rất là bén luôn các bác nhá. Đó, rất bén luôn. Đấy, con này thì chuyên dùng để thái thôi nhá. Đấy. Một con này chuyên thái gọt này. Đấy, tiếp theo thì một con này bản nhỡ này. Đấy, bản nhỡ này cũng rất là bén luôn nhá. Đấy, cũng chỉ chuyên để thái gọt thôi các bác nhá. Đấy, chuyên để thái thôi các bác ạ. Dòng này thì ưu điểm của nó là mỏng nhưng mà nó lại rất là bén, thì các bác chuyên dùng để thái cho em là rất là ok nhá. Đấy, dao rất là bén luôn các bác này. Đấy, tiếp theo là một con nữa này. Con này thì các bác có thể dùng để băm nhẹ được chứ còn không thể chặt được đâu. Băm nhẹ được chứ không thể chặt được, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy nhá. Đấy. Thì con này của nó thì nó sẽ dày lưỡi hơn một chút nhá. Đấy, cũng vẫn dọc giấy bình thường con này. Đấy. Vẫn dọc giấy rất là bén luôn, các bác thấy không? Đó. Đây, thì bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao. Không có đơn đâu. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 dao này, một rũa, một kéo và một cái giá đỡ như này. Bao gồm cho các bác là 6 món nhá. Đấy, 6 món. Lên cho em là bộ dao chuyên Thái nhá, bộ dao chuyên Thái. Giá sẽ là 150k, bộ dao chuyên Thái nhá. Bộ dao 6 món này. Bộ dao 6 món và chuyên Thái. Chuyên Thái giá sẽ là 150k. 150.000 cho bộ dao 6 món chuyên Thái như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng dao của thương hiệu Wattbo của Nhật nhá. Dòng này thì nó sẽ cao cấp hơn. Đó, cao cấp hơn cho nên cái giá của nó cũng đắt hơn một chút các bạn. Giá của nó sẽ đắt hơn một chút các bác nhá. Đấy. Thì bên shop về nó sẽ có 2 mẫu cho các bác lựa chọn. 2 mẫu đây. Đấy, thì đầu tiên nó sẽ là con này, mã của nó sẽ là, các bác lên cho em là các bác lên cho em là dao. Đây để em xem nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là dòng đầu vuông nhá. Đầu vuông cho nên các bác lên cho em là dao vuông này. Đấy. Lên cho em là dao vuông nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén cho các bác luôn, siêu bén cho các bác luôn. Không cần phải dọc giấy nhá. Dọc giấy bóng để test độ bén là các bác biết rồi đây. Đấy các bác này. Đấy. Một cái giấy bóng siêu dai như này nhá. Giấy bóng siêu dai như này mà em còn dọc được là các bác biết rồi nhá. Đấy.
rất là dai luôn các bác này. Đấy, nhưng lại rất là bén quá nhá. Rất là bén quá này. Đấy các bác thấy không? Đây. Còn nếu mà dọc giấy thì quá bình thường rồi. Đấy. Dọc giấy thì quá bình thường các bác này. Đấy, dọc giấy thì quá bình thường luôn, các bác thấy không? Đó. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là dao vuông nhá, dao vuông. Đó, lên cho em là dao vuông nhá. Giá của nó sẽ là 180.000 cho con dao vuông như này. Đấy, lên cho em là dao vuông này, đó. Dao vuông nhá, dao vuông này. Giá của nó sẽ là 180k nhá. 180.000 cho con này các bác lên cho em là dao mũi vuông, giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, dao mũi vuông 180.000. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có một bản là một bản mũi nhọn nhá. Bản mũi nhọn thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con mũi nhọn nhá. Đấy, con này nó sẽ là mũi nhọn này. Đấy, con 8B ấy. Thì nó sẽ là hai dòng, một dòng là mũi vuông và một dòng là mũi nhọn này. Đấy, con này thì nó sẽ là mũi nhọn như này các bác nhá. Đấy, đây, nó sẽ là mũi nhọn như này. Dòng này thì siêu bén rồi, em chỉ cho các bác xem cái bên ngoài thôi. Hàng thương hiệu Wattbo của Nhật này, Wattbo Japan nhá. Đấy, đây các bác này, đấy rất bén luôn nhá. Dọc giấy bóng như này là các bác biết rồi. Đấy, còn test về dọc giấy thì khỏi phải bàn rồi. Dọc giấy thì chỉ dọc cho nó bừa ra thôi chứ còn chả giải quyết gì cả các bác nhá. Tại vì nó rất là bén quá này. Đấy, các bác thấy không? Rất bén luôn. Chiều dài của con này thì vào khoảng là 30 cm. Đấy, chiều dài khoảng 30 cm nhá. Đấy, 30 hơn 30 một chút thì các bác có thể dùng để thái, lọc phi lê đều được hết nhá. Có hai loại. Thì con này các bác lên cho em là dao nhọn nhá, dao nhọn này. Dao nhọn giá của nó sẽ là 175k nhá. Đó, 175.000. Con dao nhọn, còn con dao vuông này thì sẽ là 180.000. Đấy, thì có hai mẫu, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy các nhá. Đấy, lấy mẫu nhọn thì lấy mà lấy dao vuông thì lấy. Dao nhọn này sẽ là 175.000, dao nhọn 175k nhá. Lệch nhau 5.000, 175.000 nhá. 175.000 lệch nhau 5.000. Nếu bác nào lấy một đôi thì sẽ là 350k và bao ship cho hai chiếc nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy massage nhá. Máy massage thì nó sẽ có hai mẫu như này cho các bác lựa chọn này. Đấy, một mẫu là 8B và một mẫu là 16B. Đó, 16B. Thì tùy theo thôi. Đấy, cái giá nó sẽ lệch nhau một chút các bạn. Đấy. Thì cái mẫu 8B này. Cái 8B này bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là mẫu massage 8B nhá, 8B đảo chiều thì sẽ là 170.000 nhá. 170 đúng không? Sẽ là 170.000 nhá. Ở đây nó sẽ có 8 viên bi này các bác này. Đấy. Cắm trực tiếp điện 220 cho em. Đó. Đây, cắm trực tiếp 220 cho em nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là tia hồng ngoại luôn. Đấy. À, cái công tắc này khi các bác bật thì bật cho em bằng cả một cái lòng bàn tay này. Đấy, mình nhấn cả cái lòng bàn tay này vào đấy thì nó sẽ dễ bật hơn. Đấy, các bác nhấn nguyên cái nút này thì khó này, nhấn cho em cả cái bàn tay này vào này, cả cái ngón tay cái này vào này. Đấy, nhấp nhẹ này này. Nhấp nhẹ này, đấy. Nó sẽ có cả hồng ngoại luôn thì giúp cho các bác làm nóng nhá, đánh tan mỡ thừa và các cái phần gọi là bị đau nhức nhá, đau nhức. Đấy thì ở đây nó sẽ là một cái dòng massage như này. Và con này thì nó sẽ có kèm cho các bác là một cái tẩu cắm ô tô nhá, tẩu cắm ô tô luôn để các bác cắm ô tô như này. Thì các bác lên cho em là massage 8B nhá. Đấy, massage 8B. Giá sẽ là 170k thôi, 170.000 cho một con massage 8B như này. Đấy, 170.000, giá rất là tốt cho bác luôn nhá, 170k. Đó, ngoài ra thì bên shop về cho bác cái con các bác lên cho em là massage 16B nhá. Con này nó sẽ là dòng 16B các bác này. Dòng này nó sẽ là dòng to hơn một chút, 16B cho các bác lựa chọn luôn. Và cái giá thì nó cũng khá là hợp lý cho bác thôi. Giá chỉ có 290.000, đã bao gồm phí ship cho bác luôn, 290.000 nhá. Đấy, 290.000 bao gồm phí ship cho bác luôn. Hàng nguyên đai nguyên kiện như này cũng rất chất lượng các nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Hàng đẹp rất chất lượng nhá. Có lô thì nó sẽ là về cái lô là màu tối, và lô này thì nó sẽ là màu sáng này. Nó sẽ là màu về ngẫu nhiên. Đấy, cho nên là các bác cũng thông cảm giúp cho em. Đấy. Và nó cũng có đầu kết nối như này. Đây, chân cắm của nó đây. Đầu kết nối như này. Con này thì nó sẽ không có tẩu tại vì con này nó không treo ô tô được. Còn con kia thì các bác có thể treo lên ô tô được nhá. Đấy, treo lên ghế ô tô được. Còn con này thì không treo được đâu. Con này thì các bác chỉ để dưới đất thì mình sử dụng thôi. Đây con này. Đấy, cắm vào cho em này. Đấy, các bác cắm chặt vào cho em, sau đó thì bật công tắc lên nhá. Đấy, con này cũng có tia hồng ngoại luôn. Và con này của nó thì mỗi bên là 8B và 16B. Và các cái phần massage của nó thì nó rất là nhiều chế độ này. Chế độ chỉnh bằng tay này. Đấy, chỉnh bằng như kiểu là massage bằng bàn tay này. Chế độ xoay đảo chiều này. Chế độ lượn sóng này. Chế độ cao này. Và chế độ vòng tròn này. Đấy. 1, 2, 3, 4, 5. 5 chế độ và một nút nguồn nhá. Một nút nguồn. Đây các bác này. Đấy. Thì các bác có thể bấm nút nguồn ở đây. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, chất liệu của nó thì bằng da nhá. Bằng da, con này thì chắc là da công nghiệp thôi. Đó, nhưng mà rất là đẹp, sạch sẽ. Giá sẽ là 290.000. Các bác có thể để trên bàn này hoặc trên giường này hoặc là
các bác có thể gối đầu để mình massage, hoặc là đặt đùi hoặc đặt lưng lên đây đều được hết nhá. Đấy, thì dòng này của nó không quá là mạnh đâu, nó vừa sinh thôi. Đấy, nếu mà các bác mà người nặng mà đè lên thì có thể là nó sẽ không chặn. Thì chủ yếu là massage cổ, vai, gáy và đùi thôi. Thì các bác nằm cả người lên thì các bác phải mua cái con gọi là cái ghế massage thì mới được. Chứ còn cái con nhỏ này thì chỉ dùng để massage cổ, vai, gáy rồi chân, tay, đùi thì các bác nhá. Chứ bây giờ các bác chơi cả người lên thì nó cũng khó để mà nói là sử dụng ngon được các bác nhá. Lên xem là massage 16 bi nhá, massage 16 bi. Giá sẽ là 290k nhá. 290.000 và bao ship rồi ok. Chào các bác nha, đơn hàng từ 200.000 trở lên thì bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác cứ gom hàng vào đủ 200 là bao ship thôi. Quá đơn giản, quá rẻ các bác nhé. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái cân treo nhé. Các bác lên cho em là cân treo cầm tay này. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng cân treo và cầm tay như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác một quả pin rồi. Về nhà các bác lắp pin vào cho em nhé. Lắp pin vào cho em. Đấy, cái pin này thì các bác ra ngoài hiệu sách mua, nó rất là dễ mua thôi. Đấy, ngoài hiệu sách họ bán đầy mà. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng nhé. Đấy, các bác lắp nếu mà nó không đúng chiều thì các bác đảo cái chiều pin lại cho em là ok nhá. Đây, tháo cái chiều này ra này. Đấy. Các bác tháo ra đảo chiều pin lại cho em là ok. Đó, đảo chiều pin lại. Sau đó các bác bật nguồn lên, nó lên là xong. Đây, như này là đúng chiều pin này. Sau đó các bác lắp cái nắp này vào. Đấy, cái này thì các bác có thể ra hiệu sách mua nhá. Nó rất là sắt, rất là sẵn thôi các bác này. Đấy, rất là sẵn. Đây. Thì cái pin này thì các bác lắp vào cái lẫy này cho em này, lắp vào cái lẫy này. Đó, lắp vào lẫy này nhá. Các bác lắp đúng chiều cho em là nó sẽ lên thôi. Đây, đúng chiều lên luôn các bác này. Đó, số là số điện tử to rất là rõ ràng nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cân thử cho các bác xem này. Đây, em sẽ cân cái con khoan mini này các bác nhá. Đấy, khi cân thì các bác có thể quặc vào như này cho nó dễ cân này. Đấy. Đây. Thì con này cái cân nặng của nó sẽ là đây. Các bác có thể là để chế độ là kg này, gam mà rất là nhiều chế độ nhá. Đấy. Đây, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, các bác có thể để chế độ này. Đây, em chỉ để chế độ cho các bác này. Đấy, có cả cập nhật nhiệt độ luôn các bác nhá. Đấy, đây. Con này của nó sẽ là đây. Con này của nó sẽ là 0,70 kg này. Đấy, tức là tròn 7 lạng nhá. Tròn 7 lạng các bác. Đó, tròn 7 lạng như này. Và con này thì các bác có thể cân thoải mái luôn. Cân lên tối đa của nó là lên tới 50 cân nhá. Lên tới 50 cân. Đấy, mặc định của nó thì tối đa là 50 cân và nó sẽ có nhớ số như này các bác này. Đấy, nhớ số trong vòng mấy giây nó sẽ tắt. Đó. Và có cho các bác là cập nhật nhiệt độ, độ ẩm các thứ hết luôn. Đấy, các bác cứ chọn cho em chế độ là kg là xong nhá. Đấy, kg như là xong. Số của nó là số điện tử rất là to và rõ ràng nhá. Lên mã giúp cho em là cân treo nhá, cân treo. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con cân treo như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy, cân treo cầm tay. Giá của nó sẽ là 90k. Đấy, hàng chất lượng và cái giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Thì các bác mua về mình các bác có thể mua để mình hay thường xuyên đi du lịch thì các bác dùng để mình cân đồ này, hoặc là các bác mua để mình sử dụng khi mà mình đi chợ, đi búa hoặc là đi câu, đi kẹo đều được hết nhá. Lên cho em là cân treo cầm tay này. Đấy. Cân treo cầm tay nhá. Cân treo cầm tay giá của nó sẽ là 90k nhá. 90.000 cho một cái cân treo cầm tay các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá, đồng hồ LED. Các bác lên cho em là đồng hồ LED. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 cho cái đồng hồ LED như này. Đấy. 140.000 cho cái đồng hồ LED như này. Đấy, con này thì kích thước thì cái chiều dài của nó sẽ là 15-16 cm, chiều dài 16 cm và chiều cao là 6 nhá. Chiều dài 16, chiều cao là 6. Về nhà thì các bác bóc cái lớp băng dính ra cho em. Ở đây nó sẽ có một cái lớp băng dính này. Đấy, và có chân cắm chiếc đầy đủ cho các bác luôn. Nó sẽ là một cái con đồng hồ rất là đẹp đây. Em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bạn, nó sẽ là một con đồng hồ như này các bác nhá. Đấy. Thì con này các bác có thể sử dụng pin cũng được, mà mình sử dụng trực tiếp cắm nguồn điện trực tiếp được, rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để trang trí, để bàn này, nó vừa làm đèn ngủ luôn. Đấy, vừa làm đèn ngủ vừa đề co trang trí nhá, có cả chức năng hiện giờ cho các bác luôn. Đó. Các bác có thể lắp pin cũng được, mà các bác có thể cắm điện trực tiếp được. Cắm trực tiếp thì nó sẽ có dây kèm cho các bác rồi. Về nhà các bác chỉ việc là sử dụng qua cái cục sạc điện thoại cho em là ok thôi nhá. Và giá thì chỉ có cho bác là 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lên cho là đồng hồ LED nhá, 140.000. Tiếp theo em lên cho bác cái bộ lưỡi kem nhá. Giá sẽ là 60.000 cho một bộ như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là
khoảng từ 30 đến 35 lưỡi nhá, tùy theo lô. Đấy, hàng tùy theo lô, từ 30 đến 35 lưỡi. Kèm thêm cho các bác là một cái lọ kem để bôi cho nó khỏi bị rát, và một cái tay cầm như này nhá, một tay cầm để các bác lắp lưỡi vào này. Đấy. Thì combo cho các bác luôn, giá chỉ có 60.000 thôi mà các bác có tới là 30 lưỡi nhá, 30 lưỡi như này. Đấy, 30 lưỡi, và lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép nhá. Lưỡi của nó sẽ là dòng lưỡi kép các bác, lưỡi kép này. Đấy. Dòng lưỡi kép và rất là sắc bén cho các bác luôn. Đó, đây. Lưỡi của nó là lưỡi kép như này. Lưỡi kép nhá, rất sắc bén cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hạt rẻ luôn. Chỉ có cho các bác là một cái bộ như này. Một bộ như này bao gồm cả kem cả lưỡi, mà giá chỉ có cho các bác là đi 60.000 thôi nhá, 60.000. Lên mã giúp em là bộ lưỡi kem nhá. Lên cho em là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 60k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái băng dính hai mặt nhá. Đấy, các bác lên cho em là băng keo trong hai mặt này. Đấy. Băng keo trong hai mặt nhá, keo trong hai mặt. Keo trong hai mặt này. Đấy, keo trong hai mặt. Cái này giá của nó sẽ là 25k. 25k cho một cuộn băng keo trong hai mặt như này. Đấy thì bản của nó thì nó sẽ vào khoảng là đi cái này bản của nó là 3 phân nhá, bản của nó là 3 phân. Chiều dài thì nó chắc là được khoảng 5 mét gì đấy. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này, rồi dán đa di năng được hết. Con này thì các bác dùng để dán díu nó rất là hợp lý cho các bác thôi. Và cái giá cũng rất hợp lý nhá, băng keo trong hai mặt. Đấy, các bác có thể dùng để mình dán ổ điện này, rồi dán các cái vật dụng này. Rất là ok cho bác nhá. Đấy. Mình không thích dùng nữa thì mình lại bóc cái băng dính đi là xong, nó không có ảnh hưởng gì cả các bác nhá. Đó, đây, các bác theo. Dán ổ điện này, dán các kiểu con nào đều được hết. Các bác dán cái gì cũng được, nó rất là tiện. Đấy, dán lên tường, dán khung tranh, dán ổ điện, nói chung là nó khỏi vì khoan đục nó mất thời gian các bác nhá. Đó, rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, con này thì giá chỉ có cho bác 25.000 một cuộn như này. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái con đèn cúc áo nhá. Các bác lên cho em là đèn cúc áo. Dòng này của nó thì nó sẽ là siêu sáng luôn và giá thì chỉ có 40k thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đèn và một cái cáp sạc như này. Đó, siêu sáng cho các bác luôn. Thì có chức năng là móc khóa này, khui bia này, rồi có lẫy để này, có lẫy để như này nhá, có cái lẫy để các bác gạt ra để mình để chống như này. Đó, và có nam châm hít nhá. Đây, và đèn của nó thì rất là sáng luôn các bác này. Đấy, nó sẽ có chế độ là sáng mạnh này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa và nhấp nháy cảnh báo này, rất sáng luôn các bác nhá. Đó, độ sáng của nó các bác này, sáng khủng khiếp luôn nhá. Các bác nhìn vào là rất là hại mắt đấy, các bác không nên nhìn trực tiếp nhá, tại vì nó siêu sáng luôn các bác nhá. Đó, thì các bác có thể dùng để mình sử dụng khi mà đi đêm này, hoặc là có công có việc, hoặc là anh em thợ sửa chữa dùng con này rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là đèn cúc áo. Đấy, nó rất là nhỏ gọn và giá thì chỉ có cho các bác là 40k thôi. Lên cho em là đèn cúc áo nhá, đèn cúc áo giá sẽ là 40.000. Đó, đèn cúc áo này, cúc áo giá sẽ là 40k nhá, 40k cho một cái mã đèn cúc áo như này các bác này. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác là sản phẩm, đó là cái kéo vàng các bác nhá. Đấy, thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt cho các bác luôn. Đó, đây, nó sẽ là một cái con kéo vàng hàng của Nhật như này. Đấy, Asaka Japan các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Con này thì rất là ngon luôn các nhá. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Chất liệu của nó 100% là bằng thép hết nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Đây, Japan các bác này, thép SK5 không gỉ nhá. Các bác có thể dùng để trong làm trong nhà bếp này. Đấy, dùng cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt gà, cắt cá rất là ok, cắt nem con niếc nhá. Đó. Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Kéo bếp vàng giá của nó sẽ là 35k trên một chiếc nhá. Bác nào lấy từ 3 cái thì sẽ là 100.000. 3 cái là bằng 100k nhá. 3 cái 100.000 các bác này. Đó. 35.000 một chiếc và 3 cái là sẽ là bằng 100.000 thôi. 3 cái bên shop để tri ân khách hàng cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho 3 chiếc như này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ 6 hũ gia vị nhá. Đấy. Lấy cho anh cái hũ gia vị đơn đây này. Bộ 6 hũ gia vị này thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 hũ gia vị như này. Đó, 6 hũ gia vị rất là đẹp này. Con này nó có thể xoay được luôn nhá. Xoay được như này rất là ngon này con này đấy. Các bác có thể để trên bàn bếp như này, mình xoay đi xoay lại này rất là tiện này. Và bộ sản phẩm của nó thì bao gồm 6 hũ bằng thủy tinh, nắp bằng inox nhá, nắp bằng inox, bằng thủy tinh và nắp bằng inox như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chế độ mở nhá. Đấy, tức là nhỏ nhất này. Đấy, nhỡ này và mở to hẳn luôn. Thì các bác thích đổ cấp độ nào thì các bác chỉ xoay đi là xong. Còn xong khi dùng xong thì mình xoay về cái bên đóng này, nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là bộ 6 hũ gia vị, giá sẽ là 130.000. Đó.
lên cho em là bộ 6 hũ gia vị nhá. Bộ 6 hũ gia vị này, 6 hũ gia vị, giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái bộ 6 hũ gia vị như này. Đó, 130k. Tiếp theo thì bên shop có về cho các bác một cái hũ gia vị. Cái loại này thì nó sẽ là cái dòng hũ có nắp trực tiếp, và này nó sẽ to hơn một chút và nó sẽ có nắp các bác nhá. Có nắp như này. Đấy thì cái này nó sẽ là có nắp có thìa luôn. Và cái nắp này thì nó sẽ lắp thìa vào như này. Thì ví dụ các bác dùng xong thì mình lại đậy vào này cho em. Đó, rất là tiện này. Đấy, khi mình dùng thì mình lấy này trực tiếp luôn thì các bác không cần phải động tay nữa, và mình chỉ đẩy vào như này là xong. Đấy, nó cũng rất là gọn gàng và khít nhá. Thì các bác có thể để muối mắm mì chính, hạt tiêu, hạt nêm, hạt điều, các loại hạt cho các bác vào đây. Đó, nó rất là tiện. Và con này thì nó sẽ là cao khoảng là 10 trên 10 cm. Đó, đây. Dung tích của nó thì vào khoảng 150ml nhá, 150ml. Đấy, khoảng 150ml gì đó. Giá thì sẽ là 15k, lên cho em là hũ gia vị 15.000 nhá. Hũ gia vị, giá của nó sẽ là 15k. 15k trên một cái hũ gia vị như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo có nhá. Đấy, chảo của Nhật này. Chảo hàng của Nhật đây. Hàng của Nhật đường kính của nó là 28 cm nhá. Đấy. Các bác lên cho em là chảo Nhật nhá, chảo Nhật 28. Đấy. Lên cho em là chảo Nhật nhá, chảo Nhật 28 cm. Thì con này nó sẽ có sẵn cho các bác là cái quai bằng có sẵn cái quai bằng gỗ như này rồi. Về nhà các bác chỉ cần là xoáy vào cho em là xong này. Đấy, lắp cái này vào đây. Sau đó thì mình xoáy cho em vào đây. Xoáy cho em vào cái phần ốc này xong nhá. Đây nó có sẵn ốc các thứ rồi. Về nhà các bác chỉ cần bắt vào đây cho em này xong. Đấy, bắt vào đây. Đó. Hàng này thì nó sẽ là chảo chống dính nhá. Đấy, chảo chống dính. Đánh nhám chống dính rất là tốt này. Lưu ý các bác khi về mà mình sử dụng ấy thì mình cho nhiều dầu ăn vào cho em, cho nhiều dầu ăn hoặc cho nhiều mỡ vào, mình đun thật sôi thật kỹ đi. Sau đó thì các bác đổ cái dầu ăn ấy đi. Đó thì nó sẽ tráng một cái lớp dầu đều lên thì nó sẽ chống dính tốt hơn so với việc là các bác sử dụng trực tiếp. Hàng thì rất là dày nhá. Các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi, rất là dày luôn. Và giá thì lại rất là tốt các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là chảo Nhật nhá, chảo Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá. 150.000 cho cái mã chảo Nhật như này thôi. Giá chỉ có 150k thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn. Chảo Nhật đường kính là 28 cm. Đó. Và giá của nó sẽ là 150.000. Đó, 150.000 cho một cái mã chảo Nhật như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Các bác có thể mua để mình sử dụng trải nghiệm. Hàng rất chất lượng và giá hợp lý nhá. Lên cho em là chảo Nhật 28 nhá. Đó. Chảo Nhật 28 này. Chảo Nhật 28, giá của nó sẽ là 150k. 150k cho con chảo Nhật này. Đường kính của nó sẽ là 28 cm nhá, 28 cm. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái viên kẹo chuột nhá. Các bác lên cho em là kẹo chuột. Thì một gói này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 30.000. Cái này thì các bác dùng để mình rắc ra các khu vực nào mà nhiều chuột nhá, nhiều chuột. Đó thì các bác rắc ra cho em. Dòng này thì thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn nhá, số 1 của Thái Lan luôn. Bán rất là chạy. Đấy, nó sẽ là cái viên màu hồng như này, nó sẽ rất là thu hút chuột nó ăn. Và dòng này của nó thì ưu điểm của nó khi nó ăn thì nó lại dẫn cả đàn đến ăn và nó chết cả đàn luôn các bạn. Chết cả đàn luôn các bác nhá. Đó. Hàng nội địa của Thái Lan cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên cho em là kẹo chuột nhá. Đó, kẹo chuột này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái hộp kẹo chuột như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Rất tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Lên mã cho em là kẹo chuột. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác là đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác cứ xem đủ 200.000 trở lên là bên em sẽ bao ship, nó chỉ đơn giản vậy thôi các bác nhá. Đó, còn là chưa đủ 200 thì các bác cứ mua đủ cho 200. Còn nếu không thì các bác cộng cho em thêm 30.000 để ship nhá. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop lên cho bác đó là cái khăn mặt Hàn Quốc nhá. Đấy thì một vỉ này của nó là 10 cái thì bên em sẽ bán là 60.000 đồng vỉ như này. Còn mua lẻ thì bên em bán từ 3 chiếc trở lên, 3 chiếc sẽ là 20.000 nhá. Và một vỉ là 10 cái đây. Thì nó sẽ là một cái dòng khăn mặt như này, kích thước của nó sẽ là 50 x 30 nhá, 50 x 30. Đó, một mặt bông mịn và một mặt bông thô, cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn, các bác dùng để mình rửa mặt này, lau bàn, lau ghế, lau bát, lau đũa đều được hết nhá. Đấy, chức năng chính là rửa mặt, còn các bác dùng làm gì thì tùy các bác thôi. Tại vì mình mua về nhiều thì có thể là mình rửa mặt hoặc là mình lau bát, lau đũa, lau bàn ghế đều được hết. Hoặc nhà có khách khứa thì các bác đưa cho mỗi người một chiếc dùng cho nó sang xịn mịn và lịch sự nhá. Đấy, một vỉ như này là 10 chiếc này, giá sẽ là 60.000, còn mua 20.000 sẽ là 3 chiếc nhá. Bên em bán từ 3 chiếc trở lên, giá sẽ là 20.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái chảo gang các bác nhá. Chảo gang thì đây nó sẽ là một cái chảo gang 13 sen này. Đấy. Thì các bác lên cho em là chảo 13 nhá, chảo 13. Con này thì giá chỉ có 80k thôi, lên cho em là chảo 13 nhá. Chảo 13, con này đường kính của nó sẽ là 13 cm.
giá sẽ là 80.000 cho con chảo 13 như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là khi bên em gửi hàng thì nó sẽ có sẵn quai như này thôi. Đấy, cái quai nó sẽ là bằng gỗ chống nóng cho bác luôn. Đấy, nó sẽ là quai rời như này nhá. Đấy. Quai rời mà về nhà thì các bác xoáy vào cho em. Đấy. Quay rời về nhà các bác xoáy vào cho em nhé. Đó, đây về nhà các bác xoáy cái ốc vào cho em là xong. Đó, chất liệu của nó là bằng gang và đường kính là 13 cm nhá. Con này thì khá là nặng luôn, nặng gần 1 cân gì đấy nhá, nặng gần 1 cân rất là dày các bác. Chất liệu bằng gang. Các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu các thứ đều ok hết nhá. Đấy, hoặc là mình ăn các cái đồ nướng đồ niếc đều ok hết. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là chảo gang 28 nhá, chảo gang 28, còn chảo kia là 13. Thì con này đường kính của nó là 28 cm. Và con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con chảo gang như này giá của nó sẽ là 170.000 nhá, 170k. Lên cho em là chảo gang 28 cm nhá, chảo gang 28 cm. Các bác lên mã giúp cho em là chảo gang 28 nhá. Đấy, thì con này đường kính của nó sẽ là 28 cm. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy, con này thì trước em bán là 155.000 nhưng mà đợt này thì hàng nó về nó lên nhá. Đấy, do nguyên liệu các thứ nó lên và cái vật giá nó lên. Đây, nó sẽ có cho các bác là một cái quai bằng gỗ như này thì về nhà các bác cũng về các bác xoáy vào cho em là xong. Đấy, các bác cũng xoáy vào nó giống cái quai của cái chảo, giống quai của cái chảo 13 này thôi. Thì lên cho em là chảo 13, giá sẽ là 80.000. Còn con này thì các bác lên cho em là chảo 28 nhá. Đường kính của nó là 28 cm. Chất liệu bằng gang khá là dày luôn. Con này thì khoảng cân mấy 2 cân nhá. Cân mấy 2 cân. Đấy, hàng nội địa của Nhật các bác này, toàn bộ chữ Nhật hết nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái chảo gang như này. Giá của nó sẽ là con này các bác lên cho em là chảo gang 28, giá của nó sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái 26 28. Con này là 26 cm các nhá. Đấy, em nhầm một tí nhá. Con này là 26 cm thì các bác lên cho em là chảo 26 nhá. Chảo 26 cm này, chảo 26 cm. Giá của nó sẽ là 170.000. Con này trước đang bán 155 nhưng mà đợt này hàng về nó lên thì bên em sẽ lên cho bác giá là 170.000, lên một tí chút các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba lọ nước hoa như này. Đấy, bộ ba nước hoa và giá thì chỉ có 150.000 thôi. Bao gồm cho các bác là ba lọ nhá. Dòng này thì nam nữ đều dùng được hết nhá. Mùi hương thơm dịu nhẹ dễ chịu này. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu rất là thơm các bác nhá. Mùi thơm dịu nhẹ rất là dễ chịu luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là bộ ba nước hoa, giá chỉ có 150.000 thôi. Đó, bộ ba nước hoa. Các bác lên cho em là bộ ba nước hoa nhá. Đấy, sẽ có ba lọ với ba mùi hương khác nhau. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà rất là ok luôn. Bộ ba nước hoa này. Bộ ba nước hoa, giá sẽ là 150k nhá. Đấy. Nước hoa 150k nhá. 150.000 cho bộ ba nước hoa như này. Rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn các bác nhá. Đấy, rất đẹp, rất tiện dụng. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây. 150k nhá. Đấy, nước hoa này, toàn bộ hàng của Nhật hết các nhá, hàng của Nhật hết. Đấy, mùi hương tự nhiên, dịu nhẹ dễ chịu nhá. Giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khóa chữ U nhá. Các bác lên cho em là khóa chữ U. Con này thì các bác dùng thì không cần chìa. Mật khẩu thì luôn luôn mặc định là 4 số 0 nhá. Mật khẩu mặc định của nhà sản xuất sẽ là 4 số 0, các bác chỉ cần bấm này là ra thôi. Đấy, thì các bác căn cứ vào hai cái vạch trắng này để các bác lấy mật khẩu này. Đấy, thì khi mà các bác sử dụng muốn đổi mật khẩu thì các bác xoay cái lẫy này cho em này, xoay cái lẫy này. Sau đó thì ví dụ em đổi là 4 số 9 thì em xoay trở lại này, thì mật khẩu mới sẽ là 4 số 9 nhá. Đó. Và bây giờ em chỉ cần là đóng vào đảo đi một số là không mở được nữa rồi, rất đơn giản vậy thôi. Và em cho về 4 số 9 là lại mở bình thường. Đấy, các bác thấy không? Thì các bác để ý cho em hai cái vạch trắng này này. Đấy, hai vạch trắng nhá. Còn mật khẩu các bác muốn cài số nào cũng được, 1 2 3 4 5. Đó, đây các bác xoay cái này đi này. Đấy, đây nó sẽ có hai vạch trắng này, xoay đi theo chiều kim đồng hồ này. Đấy, em lại để mặc định về 4 số 0 này, em xoay trở lại thì mật khẩu mới của em bây giờ lại là 4 số 0 nhá. Đấy, đóng vào mở ra rất là dễ dàng thôi. Chất liệu của nó là bằng thép nhá, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, chỉ cần đảo đi một số là không mở được nữa nhá. Lên cho em là khóa chữ U. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 85.000 nhá. 85k khóa chữ U này. Khóa chữ U, giá của nó sẽ là 85k nhá. 85k cho một con khóa chữ U như này. Rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dây tắm nhá. Lên cho em là dây tắm này. Con này thì sẽ là 25.000 nhá. 25k cho một con dây tắm như này, rất là tiện dụng cho các bác sử dụng luôn. 25k đó, lên cho em là dây tắm, giá sẽ là 25.000. Cái này thì các bác có thể dùng để mình kỳ cọ nhá. Mặt đằng trước, mặt đằng sau đều dùng được hết nhá. Đằng trước thì mặt đằng trước thì nó sẽ là các cái chấm li ti như này bằng silicone mềm, dùng để massage cơ thể rất là tốt luôn. Và đằng sau thì nó sẽ là các hạt chấm bi như này, chấm bi như này các bác nhá. Đó, và các bác có thể kéo giãn ra này. Đấy, mình dùng để massage rất là tốt luôn, tắm rửa massage nhá. Lên cho em là dây tắm, giá sẽ là 25k. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây nhá, con này cái tính ứng dụng của nó thì rất là cao luôn. Các bác có thể kỳ cọ chân này,
Đấy, chân tay rồi nói chung là tất cả các cái bề mặt đều được hết nhá. Đấy, các bác thấy không? Đó. Giá thì rất là hợp lý cho bác, chỉ có 25.000 thôi, bằng silicone mềm, các bác có thể treo lên là xong. Cho dừa dầu vào mình có thể kỳ lưng này, chân này, tay, gót chân, gót tay này đều được hết nhá. Giá sẽ là 25k trong cái dây tắm như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bộ kìm nhá. Thì đầu tiên em lên cho bác đó là cái kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Con này thì các bác dùng để mình rất là đa di năng luôn. Tuốt dây này, bấm cốt này, cắt dây này, rồi vặn ốc này, rồi nói chung là xoắn dây, rồi rất là đa di năng luôn. Thì con này các bác lên cho em là kìm đỏ, giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, con này thì sẽ là 100k. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Các bác lên cho em là kìm đỏ nhá, lên cho em là kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000, 100k cho một con kìm đỏ như này nhá, 100.000. 100.000 cho con kìm đỏ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kìm vàng này. Kìm vàng này thì sẽ là 130.000 nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng hàng Nhật và xuất sang Mỹ nhá, hàng Nhật xuất Mỹ. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, cực kỳ dày dẫn chắc chắn này. Đấy, cái độ khít của nó này rất là khít luôn các bác nhá, dùng nó rất là đã. Đó, rất là ngon lành các bác này. Đấy, các bác này, rất chất lượng cho bác luôn. Đấy, thép không gì, cực kỳ chất lượng nhá. Đấy, con này thì nó cũng là tuốt dây này. Đấy, rồi tuốt dây này, bấm cốt này, rồi cắt dây này, vặn dây các kiểu, con này điểu nó cũng giống con kia thôi. Nhưng con này thì nó to mình hơn một chút và chất lượng hơn nhá, dày dẫn chắc chắn hơn. Con này hàng xuất sang Mỹ, giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là kìm vàng. Kìm vàng, con này thì sẽ là 130.000. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất Mỹ nhá, cho nên là nó sẽ chất lượng hơn một chút. Đấy, hàng Nhật xuất Mỹ cho các bác luôn và rất chất lượng nhá. Đây, USA các bác này. Đấy, USA đây. Rất chất lượng cho các bác luôn đấy các bác này. Đây, USA nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng kìm nữa, đó là kìm bạc nhá. Các bác lên cho em là kìm bạc này. Đấy, thì sẽ là kìm đỏ, kìm vàng và kìm bạc. Đấy, con này cũng của Nhật này. Đây, Japan các bác này. Đó, Japan, hàng của Nhật, cũng chất lượng cho bác luôn. Cũng tuốt dây này, bấm cốt, cắt dây, cái thứ cũng đa di năng như vậy luôn nhá. Và con này thì giá của nó sẽ là 190.000 nhá. Đấy, con này thì chất thép của nó tốt hơn, cho nên cái giá nó đắt hơn một chút. Thì các bác lên cho em là kìm bạc, giá sẽ là 190.000. Đấy, thì bên em có 3 mẫu kìm đa năng như vậy nhá. Con này thì các bác lên cho em là kìm bạc, con này dài là 21 cm. Đấy, lên cho em là kìm bạc này, giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000 cho con kìm bạc như này. Bật điện lên, 190.000 cho con kìm bạc như này các bác này. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái chổi tự vắt nha các bác nhá. Các bác lên cho em là chổi tự vắt hoặc là chổi tam giác. Đấy, lên cho em là chổi tam giác. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một cái chổi tam giác này thôi, giá chỉ có 100k thôi nhé. Ở đây thì nó sẽ là một con chổi như này. Đấy, và nó sẽ có cơ chế là tự vắt luôn các bác. Đấy, đây các bác nhé. Đấy, các bác kéo này nó sẽ tự vắt vào này. Đấy, tự vắt các bác nhé. Đấy, nó sẽ tự vắt qua này. Đấy, nó sẽ tự vắt này, xoắn vào nó sẽ tự vắt này. Ở đây thì về nhà các bác kết nối vào cho em, thì cái chiều dài của nó vào khoảng là 1m3 nhá, 1m3. Đấy, các bác nối vào cho em này. Đấy, nó khá là dài luôn, nối vào như này thì khá là dài luôn, 1m3. Thì các bác có thể dùng để mình lau chùi, rồi lau bàn, lau ghế, lau tủ, nói chung là lau dưới đất, lau trên giày đều được hết nhá. Đấy, và nó cơ chế là tự vắt này các bác. Tay trái cầm cái nhựa này, tay phải cầm cái thép này cho em này, kéo như này nó sẽ tự vắt này. Đấy, và khi các bác cho cái nước rửa bát vào thì cái rẻ này nó ướt ra thì nó còn trơn hơn nhiều và nó rất là nhẹ thôi, rất nhẹ nhá. Lên cho em là chổi tự vắt, giá thì chỉ có 100.000 cho một con chổi như này thôi. Đấy, bây giờ các bác mua một cái bộ chổi lau nhà nó cũng có thể mất vài trăm nghìn mà chưa chắc đã cái tính ứng dụng cao như con này đâu. Đấy, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100.000 cho một cái bộ chổi tự vắt này thôi. Và cái tính ứng dụng của nó thì khá là cao luôn, mà sử dụng thực tế thì nó rất là tiện dụng nhá. Lên mã giúp em là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k. Đó. Hoặc là chổi tam giác đi. Lên cho em là chổi tam giác, giá sẽ là 100.000 nhá. Đấy. Chổi tam giác này, các bác lên cho em là chổi tam giác nhá. Chổi tam giác giá sẽ là 100k nhá. 100k cho con chổi tam giác như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, con này cái tính ứng dụng của nó rất là cao luôn. Đấy, các bác có thể lau trên trần này, lau trên tường này, rồi lau nền nhà này. Đấy, lau tủ này, tự vắt như này và nó xoay 360 độ nhá. Đấy, xoay 360 độ luôn. Đấy, lau các ngóc ngách đều được hết luôn. Nó là cái hình tam giác, nó đưa vào các cái mũi nhọn được, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 tròn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái phích đun sôi nhá. Phích đun sôi. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một phích như này, dung tích của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Hàng thì của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng của thương hiệu Cúc Cu. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. 3 lít cả vỏ các bác nhá. Đấy, rất chất lượng các bác này. Ở đây thì khi các bác xoáy ra này thì bên trong của nó sẽ là bằng
inox 304 nhá. Thì bên ngoài là bằng bằng thép nhá, bằng thép như này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn, và bên shop về thì nó sẽ có các màu ngẫu nhiên thôi. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, rất chắc chắn cho các bác luôn. Khi các bác sử dụng thì ấn nhấn cái này cho em, nhấn cái này cho em. Đó. Và con này thì cơ chế của nó hoạt động nó sẽ là nó sẽ tự sôi và tự ngắt nhá. Ví dụ là nó đạt 100 độ thì nó sẽ dừng, và đến 70-80 độ thì nó lại tự đun sôi. Thì các bác có thể là bỏ ra ngoài hoặc là mình cứ để trực tiếp như này cũng được, không sao cả. Để trực tiếp nó sẽ tự ngắt, sôi tự ngắt, tức là nó làm nóng liên tục cho các bác luôn. Thì khi nào các bác dùng cũng có, còn nếu các bác muốn an toàn thì mình chỉ chờ mấy phút thôi. Thì lúc nào cần dùng mình lại đặt vào, còn không thì mình bỏ ra thì nó sẽ an toàn hơn. Thì lên mã cho em là fix đun sôi nhá. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ luôn. Đó, fix đun sôi này. Fix đun sôi nhá. Fix đun sôi. Đấy, fix đun sôi giá của nó sẽ là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ này. Đó, giá của nó sẽ là 180 cành nhá. 180k cho con fix đun sôi như này. Dung tích của nó là 3 lít các nhá. 3 lít cả vỏ này. 3 lít cả vỏ, các bác lưu ý giúp cho em. Đó, sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái bộ nồi 5 món nhá. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000. 140.000 cho bộ nồi 5 món như này. Thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 cái nồi nhá, 5 cái nồi. Đó. 5 cái nồi rất là đẹp luôn. Đấy, ở đây thì sẽ có từ cái to cái nhỏ nhá. Cái này thì hàng nó giá tiền nó hợp lý cho nên là nó cũng vừa thôi, nó không quá dày đâu. Đấy, cho nên là có những cái thì nó sẽ hơi bị bọp nhẹ như này thì các bác cũng thông cảm thôi. Đó, tại vì hàng nó không lấy đâu ra được. Nó có 140.000 mà đứng được 5 cái nồi như này thì các bác cũng biết rồi, tiền nào của đấy thôi. Nhưng mà nói chung là dùng được, ok, em cũng bán rất là nhiều rồi. Thì sẽ là nồi nào vung đấy nhá. Nồi nào vung đấy như này. Đấy, và combo cho các bác là 5 món luôn. Đấy, 5 cái nồi như này. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng đi. Đấy, 5 cái nồi như này. Rất là chất lượng và xịn sò luôn các bác này. Đấy. Kích thước của nó sẽ là từ 24 đến 16 nhá. Từ 24 đến 16 các bác này. Đấy, kích thước của nó là 24 đến 16. Con nhỏ nhất này là 16 nhá. Nhỏ nhất này 16 này. Đấy, còn con to nhất này là 24 nhá. Thì các bác cứ để trồng như này cho em là xong này. Đấy. Cứ trồng hết vào cho em là xong. Đó. Khi mình cất đi nó rất là gọn. Đấy, cất đi nó rất là gọn này. Các bác theo, rất là gọn luôn. Đấy, và cái giá thì rất hợp lý cho các bác nhá. Chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Nồi nào vung đấy cho em. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này. Giá rất là hợp lý cho các bác rồi. Đấy, thì các bác có thể mua để mình sử dụng, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều được hết nhá. Đấy, còn con này thì em không khuyến khích các bác là dùng để đun, mà mình chỉ dùng để chứa đồ ăn thôi. Đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok, nó có nắp đậy. Bộ nồi 5 món giá sẽ là 140.000 nhá. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này. Cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay đến shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái tẩy xanh các nhá. Các bác lên cho là tẩy xanh. Con này thì nó sẽ là một cái dòng tẩy đa di năng luôn. Đa di năng các bác có thể dùng để mình tẩy vỏ ô tô này, lốp ô tô này, rồi xoong nồi các thứ đều được hết nhá. Bên trong của nó thì nó sẽ là một cái lớp kem màu trắng, tẩy rất là sạch luôn. Và giá chỉ có 25.000 thôi. Lên mã giúp em là tẩy xanh, giá sẽ là 25k. Đấy, lên cho em là tẩy xanh này. Tẩy xanh giá của nó sẽ là 25k cho một cái lọ tẩy xanh như này nhá. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Quầy nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Quầy cái kem bên em là tẩy xanh giá sẽ là 25k. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đó. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái khoan mini nhá. Khoan mini. Giá thì sẽ là 180 cành cho một em như này. Hàng này thì nó sẽ là hàng siêu VIP cho các bác luôn, và cái giá thì rất hợp lý nhá. Ở đây thì nó sẽ là con này có thể chuyển đổi là từ hình cây súng sang cái hình thẳng được các bác này. Các bác nhấn cái nút này cho em, sau đó thì mình xoay này. Xoay như này. Đấy, là mình sẽ chuyển được là từ kiểu dáng nọ sang kiểu dáng kia các bác nhá. Đấy, nó rất là tiện dụng như vậy các bác này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cái lẫy để các bác chuyển này. Đấy, và có đảo chiều, chế độ đảo chiều nhá. Con này thì dùng cực kỳ là khỏe luôn. Các bác có thể dùng để khoan này. Đấy, dùng để vít này. Vít việc các thứ rất là ok nhá. Đó. Được anh chị ạ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Giá rất hợp lý. Đây em sẽ test xoáy ốc cho các bác xem này. Đây nhá. Đấy. Đây các bác này. Đấy. Nó sẽ có chế độ đảo chiều, xoáy ra xoáy vào đều ok hết nhá. Đấy, đây xoáy ra không này, đấy xoáy ra nhá, em xoáy ra cho các xem này, rất là khỏe luôn. Đó, đảo chiều lại xoáy vào nhá, đảo chiều này xoáy vào này, rất khỏe này. Đó, các bác theo, rất khỏe luôn nhá. Thì con này các bác có thể xoay đảo chiều được nhá, xoay đảo chiều được. Đấy, mình sẽ lại dùng kiểu hình cây súng như này, hình cây súng như này cũng ok này. Đấy con này, đấy rất là khỏe luôn các bác nhá. Đấy, xoáy ra xoáy vào đều ok hết nhá. Đấy, đây xoáy ra này, đấy xoáy ra các bác nhá. Đấy, tiếp theo là ấn cái nút này đảo chiều xoáy vào này. Rất là ok luôn. Đấy, rất là khỏe này. Đó.
rất khỏe luôn đó. Thì ngoài ra nó sẽ có cho các bác cái chức năng đó là có cái con, có cái con ngoắt nghéo này các bác này, con ngoắt nghéo này để các bác đưa vào các vị trí khó này. Đấy, đưa vào các vị trí khó đều ok hết này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là 30 cái đầu mũi này, 30 cái đầu mũi này, to nhỏ lớn bé lục giác ba khe tròn mũi khế đều được hết nhá. Nói chung con này rất là đa di năng luôn đấy các bác này. Đấy, sao lục giác ba khe này. Đấy. Rồi nó sẽ có thêm cho các bác là các cái phần chi tiết như là bộ bộ ấy các bác này. Đấy. Đây nó sẽ có cho các bác một cái bộ lục giác ấy nhá. Có thêm cho các bác một cái bộ lục giác nữa. Từ 5 đến 12 nhá. Bộ lục giác từ 5 đến 12, nói chung là đầy đủ các chi tiết như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là khoan mini nhá, khoan mini. Đó. Khoan mini này. Khoan mini giá sẽ là 180k nhá. 180k cho cái bộ khoan mini như này. Tiếp theo bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái đèn dầu nhá. Đây, một con đèn dầu rất là đẹp này. Con này thì các bác dùng để mình trang trí để co hoặc là các bác dùng sử dụng trực tiếp khi mà mất điện này. Đấy, thì khi sử dụng thì các bác chỉ cần hack cái này đi cho em, sau đó thì mình châm dầu vào đây. Đấy, và nó sẽ có cái khay cho các bác đổ dầu nhá. Đây các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, mình đổ dầu vào đây cho em. Đấy, dầu ma rút, dầu đốt đấy. Và cái này là cái bấc điều chỉnh này, bấc điều chỉnh lên xuống đây. Nó rất là tiện. Đấy, thì các bác lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Về nhà các bác dùng để mình đốt dầu hoặc là mình lấy ánh sáng hoặc là mình dùng để deco trang trí rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim và có sơn giả cổ rất là đẹp như này. Hàng rất cao cấp cho các bác nhá. Và cái giá thì rất bình dân thôi. Chỉ có cho các bác là 135.000 thôi nhá. 135.000 cho cái mã đèn dầu như này. Lên mã giúp cho em là đèn dầu nhá. Đèn dầu giá của nó sẽ là 135k. 135k cho cái mã đèn dầu nhá. 135.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Các bác lên cho em là vít xanh. Con này thì giá sẽ là 40k cho một con vít như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít, một tay công và một tay nối dài như này nhá. Đầy đủ trọn bộ cho các bác luôn. Đó. Thì cái tay nối dài này các bác có thể sử dụng cho vào đây. Đấy, để mình lắp đầu vít vào. Các bác có thể chọn vít tùy ý con này. Đấy, theo như nhu cầu mục đích của các bác mình sử dụng. Con này có thể tăng giảm nhá, có tăng giảm được luôn. Nó rất là tiện. Đấy. Lên mã giúp cho em là vít xanh nhá và có thể xoay sang bên này được này. Đấy, cắm vào đây để mình sử dụng này. Đó. Lên mã giúp cho em là vít xanh. Đấy, một cái bộ vít xanh như này giá bên shop đang gửi tới bác giá chỉ có 40 cành thôi. Sẽ bao gồm cho các bác là 30 đầu vít này, một tay công và một tay nối dài cho các bác, rất là tiện. Vít xanh nhá, lên cho em là vít xanh này. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40.000 cho một cái bộ vít xanh như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ thì giá sẽ là 45.000 cho một cây như này. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Con này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác rồi, về nhà chỉ việc bật công tắc lên cho em như này là xong này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác có thể dùng để mình trang trí ở ban thờ này, rồi lễ Tết này, có công có việc các bác dùng nó rất là tiện. Hộp nó bằng nhựa và cái này của nó thì lúc nào nó cũng ở cái chế độ là lắc như này. Lắc như này thì các bác gần như là cảm giác nó như là một cây nến thật luôn. Đấy, ví dụ như là nhà mình có công có việc này, lễ Tết cúng dỗ này. Đấy, hoặc là các bác có thể mang ra ngoài nghĩa trang cũng rất là ok. Đấy, nó chạy bằng pin này thì nó rất là tiện. Đấy, rất đẹp các bác này. Thì bên em bán là 45.000 cho một cây nến đỏ như này nhá. Lên mã giúp cho em là nến đỏ nhá. Nến đỏ giá thì chỉ có 45k một cây thôi. Con này các bác có thể dùng trang trí ở trên ban thờ, ban thổ công, ban thần tài, rồi trên bàn thờ công giáo cũng rất là ok luôn. Đấy, thì nó chỉ có một màu đỏ như này thôi, không có cái hình ảnh gì cả, cho nên là các bác dùng Thiên Chúa giáo, Phật giáo đều dùng được hết nhá. Nó rất là đa di năng luôn. Và ở trong này thì nó sử dụng 3 cái quả pin cúc áo. Các bác có thể ra ngoài hiệu sách mua nếu hết pin. Giá sẽ là khoảng 5.000 cho 3 quả pin như này thì nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là nến đỏ thì giá chỉ có 45.000 cho một cây thôi. Đó, lên mã giúp cho em là nến đỏ nhá. Đó, nến đỏ này. Nến đỏ giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. 130.000 cho một con quạt ô tô như này. Các bác có thể dùng để mình cắm trực tiếp vào cái tẩu ô tô này, hoặc là mình dùng để mình sử dụng khi mà nhà các bác mất điện thì mình sẽ sử dụng bằng áp quy. Áp quy thì cứ áp quy 12V là ok cho em. Và một đầu thì các bác đầu dương thì các bác đấu vào cái phần lẫy bên trong này, và đầu âm thì đấu bên ngoài này cho em. Đấy, các bác chỉ cần đấu nối với hai cái đầu này là mình sử dụng áp quy được rồi. Áp quy 12V là ok nhá. Đấy, và con này có thể điều chỉnh xoay 360 độ đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho em là quạt ô tô. Giá sẽ là, lên cho em là quạt ô tô nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Đó. Quạt ô tô này. Quạt ô tô giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho cái mã quạt ô tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái mã túi mà bên shop bán rất là nhiều rồi. Chiều cao của nó là 25, chiều rộng là 20. Đấy, bên shop lên mẫu của nó sẽ là túi nam, hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Nó sẽ là túi gió chống nước nhá. Mặt đằng sau thì nó sẽ có một ngăn này. Đấy,
mặt sau có 1 ngăn như này. Mặt trước thì sẽ có cho các bác là 2 ngăn nhé. Mặt trước là 2 ngăn. Mặt trước của nó sẽ là 2 ngăn và bên trong của nó thì có dây đeo như này nhé. Và có 1 ngăn phụ khóa luôn, 1 ngăn phụ khóa như này. Thì các bác dùng rất là tiện ích và hữu dụng. Và khi mà banh nha thì nó rất là to, khoảng 10 phân nhé, khoảng 10 phân như này. Đấy, rất là rộng rãi. Các bác có thể dùng đựng iPad, máy tính bảng rồi đồ đoàn các thứ linh tinh, các bác cho hết vào đây chị em, nó rất là tiện. Đấy, và đeo về đằng trước để chống trộm. Lên mã giúp chị em là túi nam nhé, túi nam. Giá của nó sẽ là 110.000. 110.000 cho một cái mã túi nam như này. Kích thước của nó sẽ là cao 20 và chiều rộng của nó cao 20, cao 25 và rộng là 20 nhá. Đấy. Chống nước cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là túi nam, giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. 120.000 cho một cái mã túi nam như này, rất là tiện. Đấy. Rất tiện dụng luôn. Lên cho em là túi nam nhá. Đấy. Túi nam, giá của nó sẽ là 120.000. Đó, túi bằng vải, gió chống nước. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kìm tuốt. Các bác nhá, kìm chuyên tuốt này, các bác lên cho em là kìm chuyên tuốt. Dòng này chỉ có tuốt dây điện là 1 này, cắt dây là 2 này, bấm cốt là 3 này, đó. Và nó sẽ tuốt cho các bác là dây ra làm đôi và dây làm tư nữa này. Đấy. Con này thì chuyên để tuốt nhá, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Lên mã cho em là kìm chuyên tuốt nhá, kìm chuyên tuốt. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một em như này. Lên cho em là kìm chuyên tuốt nhá. Đấy, kìm chuyên tuốt dây này. Kìm chuyên tuốt dây. Đấy. Kìm chuyên tuốt dây giá của nó sẽ là 95k. Và đây thì nó sẽ là hàng của Nhật và xuất sang Mỹ nhá. USA con này, USA nhá. Hàng Nhật xuất Mỹ cho các bác luôn, cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết đây. Đấy. Và nó sẽ có tuốt dây rồi vặn ốc rồi nói chung là đa di năng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là kìm chuyên tuốt dây, giá sẽ là 95k. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn bếp nhá. Một bịch này thì sẽ là 10 chiếc cho các bác nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một bịch 10 chiếc. Con này thì lô này hàng về nó sẽ là loại to, trước về hàng nhỏ thì hết mất rồi. Đợt này thì hàng to hơn, đẹp hơn và chất lượng hơn. Đó. Các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình lau bàn bếp này rồi lau đa di năng được luôn. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 thôi. Lên cho em là khăn bếp nhá. Đấy, các bác lên cho em là khăn bếp này. Khăn bếp giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một chiếc khăn bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái đèn cầm tay nhá. Lên mã giúp cho em đó là cái đèn cầm tay đây. Thì con này rất là tiện. Giá sẽ là 100.000, có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này. Các bác có thể dùng để mình cầm tay mình gọi là mình cầm tay như này, mình soi dọi này. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một con đèn cầu lồi. Con này là nó sẽ là gần, pha gần để các bác dùng ăn cơm ăn nước hoặc là chiếu sáng ở cấp độ gần. Tiếp theo nó sẽ là có một cái mắt led thế này. Hai cái mắt led thế này cũng là pha gần nhá, và một con đèn dọi này. Con này pha của nó rất là dọi luôn và dọi rất là xa nhá, dọi rất là xa luôn đây các bác này. Đấy. Ban ngày mà các bác xem này, cũng dọi rất là xa như này nhá, pha của nó rất là dọi luôn. Đó. Thì giá chỉ có 100 cành thôi. Có tấm pin năng lượng mặt trời luôn và có báo pin luôn nhá. Đấy. Và nó còn có cả cổng sạc ra cho điện thoại được luôn. Đó, rất là đa di năng. Rất là nhiều chức năng cho một con đèn như này. Mà giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho bác luôn. Bỏ cái đèn hai đầu thế này cho con không? Đấy. Bỏ cái này. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Lên mã giúp cho em là đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Giá của nó sẽ là 100.000. Đó. Đèn cầm tay này. Đèn cầm tay. Giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn cầm tay như này. Rất hợp lý thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác một con siêu phẩm đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, giá sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Con này của nó thì nó sẽ là một đèn và một cáp như này. Một đèn một cáp như này đấy. Đây, đầu tiên nó sẽ là một con pha gần như này nhá, pha dần. Đấy, và có ánh đèn đỏ này, có đèn đỏ nhấp nháy cảnh báo luôn. Đấy, tiếp theo nó sẽ là một con pha xa này. Đấy, con này thì siêu sáng rồi. Đấy, để sẽ buổi tối nay thì em sẽ test cho các bác xem con đèn này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đó, và đây nó sẽ có một con led ở đây nữa. Đấy, rất là đa di năng luôn. Vỏ này của nó thì nó sẽ là dòng vỏ chống sốc rất là ngon nhá. Có chống sốc cho các bác luôn. Có chống sốc, chống vỡ luôn. Và có cổng sạc ra cho điện thoại nhá. Sạc vào, sạc ra này. Và hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Đây, Polish này. Đấy, made in Japan nhá. Đấy, và nó sẽ có hai đầu như này. Độ dọi xa của nó là từ 800 đến 1200m. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu. Giá thanh lý cho các bác chỉ còn 260.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Rồi ok. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao của Nhật nhá. Đó thì giá rất hợp lý cho bác, chỉ có 260.000 thôi cho 3 con dao và lại còn bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, thì các bác yên tâm sử dụng rồi.
Đấy, thì nó sẽ có cho các bác, đầu tiên nó sẽ là một con dao chặt thế này các bác này, một con dao chặt. Con này thì nó sẽ là nặng khoảng từ 5 đến 4 đến 5 lạng. Đây, hàng của thương hiệu Asaka Japan này. Đấy, chữ khắc chìm luôn, made in Japan cho các bác. Rất sắc bén cho các bác luôn. Đấy. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá, 180.000. Con này bên em bán lẻ sẽ là 180.000 các bác này. Đấy, dao rất là bén cho các bác luôn. Đây. Đấy, rất bén luôn các bác này. Đó. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đó, con này thì các bác có thể dùng để băm chặt hoặc là dùng đa di năng được nhá. Đấy. Thì con này sẽ là các bác lên cho em là chặt gỗ, giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, lên cho em là chặt gỗ này. Giá sẽ là 180.000 cho con chặt gỗ như này. Con này thì chiều dài của lưỡi vào khoảng là 20 cm, chiều dài của dao thì vào khoảng là gần 30 cm. Dùng để băm chặt khá là ok luôn. Cân nặng của nó thì từ 3 đến 5 lạng nhá, từ 3 đến 5 lạng. Đấy, thì khoảng là 4 5 lạng gì đấy, rất là ok các bác nhá. Tiếp theo thì em bên cho bác cái con thái gỗ nhá. Đấy, con này thì bên em gọi là thái gỗ. Con này thì nó sẽ là dòng của thương hiệu Seki Japan này, Seki Japan. Hàng thì cũng siêu bén cho các bác luôn này con này. Đấy, rất là bén các bác. Dọc giấy rất là ngon luôn nhé. Hàng rất là bén cho các bác luôn. Đó các bác thấy không? Đây, rất bén luôn. Chiều dài của dao thì khoảng là 30 cm. 30 cm, phần lưỡi khoảng 20 cm nhá. Đó. Seki Japan, made in Japan, chữ khắc chìm luôn này. Nó rất là bén. Và bản của nó thì dày khoảng là nửa ly nhá. Nửa ly cũng khá là vừa để các bác dùng. Và con này nó rất là bén cho nên là các bác dùng cẩn thận, tránh việc đứt tay nhá. Dao rất là bén cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một con dao thái gỗ như này thôi. Các bác lên cho em là thái gỗ, giá sẽ là 80.000 nhá. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ, giá sẽ là 80.000. Đó. Thái gỗ này, lên cho em là thái gỗ, giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con thái gỗ như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con dao gọt gỗ nhá. Con này sẽ là 40.000. Đó, 40.000 cho con gọt gỗ như này. Con này cũng rất là bén luôn các bác. Đấy, đây các bác này. Đấy. Dao rất là bén luôn các bác thấy không? Đấy. Dọc giấy rất là ngon và dao rất là bén nhá. Chiều dài khoảng 20 cm thôi và dao rất là bén luôn. Đó, dài khoảng 20 cm. Đây. Đấy, Asaka Japan này, chữ khắc chìm trực tiếp luôn và dao siêu bén cho các bác luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác dùng cẩn thận kéo đứt tay nhá, tại vì dao nó rất là bén các bác nhá. Dao nó rất là bén thì về dùng cẩn thận giúp cho em. Đó, Asaka Japan này. Con này thì các bác lên cho em là con dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là gọt gỗ nhá. Nó gọt gỗ này, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho con gọt gỗ như này. 40.000 con gọt gỗ này. Đấy, còn con thái gỗ này thì sẽ là 80.000 nhá. Còn con chặt gỗ thì sẽ là 180.000. Đó, và nếu mà các bác mua combo 3 con thì giá chỉ có 260.000 thôi. 260.000 cho 3 con dao như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Đây, các bác lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ, giá sẽ là 260.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Bộ 3 dao cán gỗ này. Đó. Bộ 3 dao cán gỗ nhá, dao cán gỗ. Đấy, bộ 3 dao cán gỗ giá sẽ là 260.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. 260.000 bao ship. Nhận hàng kiểm tra các bác có thể test thử dọc giấy và thanh toán giúp cho em. Đó là 3 con này, giá sẽ là 260.000, rất rẻ cho các bác luôn nhá. Còn mua nguyên con chặt này thì sẽ là 180.000. Con thái này là 80.000 và con gọt này sẽ là 40.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác con dao chặt này. Đấy, con dao chặt con này thì nó sẽ là nặng 1 cân, cho nên là các bác lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân. Con này thì hàng của nó cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, dao chặt 1 cân, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật các bác này. Hàng của thương hiệu Shimomura nhá, Shimomura. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000. Các bác lên mã giúp cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 cân. Giá của nó sẽ là 220.000, 230.000 có đánh nhám chống dính nhá. Phần này dày của nó thì khoảng 4-5 ly gì đấy và chiều dài của dao thì khoảng là 35 cm. Đấy, con này cầm cực kỳ là trường dao luôn nhá. Đó. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là dao 1 cân nhá, dao 1 kg này. Dao 1 kg giá sẽ là 230.000 nhá. 230.000 cho con dao 1 cân như này. Con này rất là tuyệt vời cho bác sử dụng luôn. Đấy, băm chặt các thứ cực kỳ thoải mái luôn. Con này thì em đã có nhiều video test chặt sắt cho các bác xem là rất là ok. Tiếp theo thì em lên cho các bác con dao G49 nhá, giá sẽ là 150.000. Nó nặng thì vào khoảng là 4 lạng gì đấy nhá. Đấy. Hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này và nặng thì khoảng là 4 lạng thôi nhá, nặng khoảng 4 lạng. Con này thì các bác dùng để chặt hoặc là băm miếc các thứ cũng rất là ok nhá. Băm chặt ok. Đó thì nó con này thì nó sẽ là vừa phải, không quá là nặng nhá. Đấy, khoảng 4 lạng. Đây thì con này rất là ngon luôn các bác này. Đấy. Hàng siêu bén cho bác luôn. Dọc được cả giấy bóng như này là các bác biết chất lượng của dao rồi, rất là bén nhá. Còn dọc giấy thì khá là bình thường luôn. Dọc giấy thì quá là bình thường các bác này. Đấy, rất bình thường các bác nhá. Dọc giấy rất là bình thường luôn. Đó. Thì con này của nó thì nó vừa phải thôi, khoảng 3 đến 4 lạng gì đấy, khoảng 3 đến 4 lạng. Các bác dùng để chặt nhẹ các thứ rất là ok nhá. Và chất lượng của nó thì là dao của Nhật rồi, thương hiệu Wabo của Nhật này. Đấy. Rosiki này. Đây, Josikin này, Japan này. Đó, dao của Nhật nhá.
Đấy, và con này của nó thì chiều dài của nó thì vào khoảng là 28 đến 30 cm, và bản của nó thì vào khoảng 7-8 cm. Đấy, con này các bác dùng để băm chặt đều ok hết nhá. Đấy, nặng khoảng 4 lạng, dao của thương hiệu Wattbo của Nhật này, Wattbo của Nhật. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là dao G49, giá sẽ là 150.000 con dao G49 như này, 150k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái khóa của Đức nhá. Các bác lên cho em là khóa Đức. Đây, hàng made in Germany này, khóa của Đức. Con này thì nó sẽ là một cái dòng khóa mà có cho các bác là 4 chìa luôn, 1 2 3 4 chìa. Và chìa này của nó là sẽ là cái dòng chìa tròn nhá, chìa tròn. Hàng made in Germany này, made in Germany. Thì nó sẽ là hàng made in Germany, hàng của Đức nhá. Và chìa của nó thì thuộc dòng là chìa tròn nhá. Chìa tròn thế này thì vẫn chưa có những cái phôi sẵn, cho nên là khi các bác dùng thì rất là an toàn luôn, chống trộm, chống cắt nhá, và chống rỉ cho các bác luôn. Đấy. Lên cho em là khóa đồng Đức nhá, khóa đồng Đức, giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho em khóa đồng Đức như này. Rất là ngon và tuyệt vời cho các bác sử dụng luôn. Ưu điểm của con này thì chống cắt, chống trộm, rồi chống rỉ sét các thứ rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng ngoài cổng ngoài trời thoải mái. Và giá rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là khóa Đức nhá, khóa Đức, giá sẽ là 130k. Đó, các bác lên cho em là khóa Đức này. Đó. Khóa Đức giá sẽ là 130.000. 130.000 cho cái con ổ khóa Đức như này. Có tới 4 chìa luôn. Thì khi các bác sử dụng thì nhà đông người thì cứ phát cho mỗi người một chìa. Ai về thì tự đóng tự mở, nó rất là dễ và tiện dụng. Lên cho em là khóa Đức 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái cặp kéo tóc nhá. Cặp kéo tóc, hàng thương hiệu Kai Japan, và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một cặp kéo như này bao gồm cho các bác là một em cắt và một em tỉa, mà cái giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho hai cái kéo hàng của Nhật như này. Đây, hàng thương hiệu Kai Japan, hàng của Nhật như này nhá. Tính ra thì các bác mua và chỉ có mất có 80.000 cho một con kéo như này thôi. Đó, các bác có thể dùng để mình cắt tóc cho người già trẻ em ở tại nhà luôn, nó rất là tiện. Đấy, bên em có bán rất là nhiều tăng đơ nữa, thì các bác mua kèm cả kéo cả tăng đơ luôn. Thì mua một bộ ví dụ như là cả kéo và tăng đơ, nó cũng chỉ mất cho các bác là 200.000 thôi, 2 đến 300.000 thôi là các bác đã có combo cho mình sử dụng rồi. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là cặp kéo tóc nhá, cặp kéo tóc, giá của nó sẽ là 130.000. Đó, lên cho em là cặp kéo tóc này. Đó. Cặp kéo tóc nhá, kéo tóc giá sẽ là 160k cho hai cái, 160.000 cho hai cái nhá. Hàng đựng trong một cái ví da rất là xịn sò như này, thì các bác có thể sử dụng, sau đó thì mình lại cất vào đây cho em. Đấy, kéo khóa lại, rất là gọn gàng sạch sẽ. Anh em làm thợ làm nghề cũng nên mua, nó rất là hợp lý thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là con bơm 2T, hàng của thương hiệu Santalay nhá. Đấy, Santalay bơm 2T. Đấy, Santalay made in Japan con này. Đấy, Santalay made in Japan. Con này thì các bác có thể dùng để bơm xe đạp, bơm xe máy, bơm ô tô đều được hết nhá. Đấy, cân nặng của nó là lên tới 10kg luôn, bơm được 10 cân hơi. Cho nên là thoải mái cho các bác dùng để mình bơm các cái dòng xe như là xe đạp, xe máy, ô tô con đều bơm được hết. Hơi của nó rất là khỏe luôn. Và ưu điểm của con này thì có rất là nhiều các cái cổng bơm hơi khác nhau, như là xe đạp, xe máy này, bơm phao, bơm bóng, bơm hơi đều được hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hơi của nó rất là đẫy các bác này. Đấy, giá chỉ có cho các bác là 240.000 thôi, 240.000 cho một con bơm 2T như này. Đấy, giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn, bao gồm phí ship đến tận nhà. Các bác nhận hàng có thể bơm thử, test thử, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em là bơm 2T nhá. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240.000. Đó. Lên mã giúp cho em đó là bơm 2T. Đó. Bơm 2T này. Bơm 2T giá sẽ là 240k nhá. 240.000 cho một con bơm 2T. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm tiếp theo. Đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp này. Công suất của nó sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V, made in Japan nhá, made in Japan. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp cái này vào cho em này, lắp cái lẫy này vào cho em là xong. Lắp cái lẫy này vào. Đấy, là các bác cho cái quận thiếc vào đây, cho quận thiếc vào đây giúp cho em. Đó, cho quận thiếc vào đây là khi mình sử dụng thì mình chỉ cần bóp như này là cái thiếc nó sẽ nhả ra và ở cái đầu thẳng này, và nó sẽ nhả trực tiếp vào đây luôn, và khi các bác hàn là mình cứ thế mình hàn thôi, nó rất là tiện. Và dây của nó cũng khá là dài luôn. Thì combo cho các bác như này, bao gồm cho các bác là một mỏ hàn như này. Đấy, một mỏ hàn như này, và có sẵn cái lẫy để lắp đầu thiếc luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Đấy, hàng made in Japan nhá, hàng made in Japan, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái mỏ hàn xanh này thôi. Đấy, dùng con này thì công suất của nó rất là mạnh, khỏe và dùng nó rất là tiện ích nhá, rất tiện ích luôn.
hàng made in Japan các bạn này, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Đấy, mỏ hàn xanh này, mỏ hàn xanh giá sẽ là 130 cành, 130k các bác nhá, 130k cho cái mỏ hàn xanh như này đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái giá đỡ điện thoại nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại thì bên shop có hai mẫu, một là em gọi tên nó là giá đỡ điện thoại bình thường, hai là có một cái mẫu giá xoay nữa. Cầm cho anh một cái giá xoay này. Đây thì khi các bác nhận được hàng, cái combo này của nó sẽ như này, các bác xoáy cái chân này vào đây cho em này. Đấy, xoáy cái chân này vào đây cho em. Thì đây nó sẽ là một cái đế. Con này thì nó sẽ là bằng nhựa hết nhá, bằng nhựa nhưng mà nó làm khá là dày dẫn và chắc chắn này. Một cái đế này các bác xoáy vào đây cho em này. Và đây nó sẽ là một cái đầu kẹp này, một cái đầu kẹp thì các bác cho cái đầu kẹp này vào đây. Đó, sau đó thì mình sử dụng mình xoáy chặt nó lại. Đấy, và cái này thì có thể điều chỉnh lên xuống nhá. Đây, nó sẽ là một con giá đỡ như này, rất là tiện dụng các bác này. Thì các bác có thể kẹp điện thoại vào đây nhá. Đấy, một là mình để đứng này. Đấy, kẹp điện thoại vào đây cho em. Đó. Các bác có thể để đứng như này này. Đấy. Để đứng như này hoặc là xoay ngang, xoay ngửa tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của các bác nhá. Đây, để đứng này hoặc xoay ngang này đều được hết nhá. Đó. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Và nó khá là vững chãi nhá, khá là vững chãi luôn các bác này. Xoay lên này. Đấy, xoay đứng cũng được này. Đấy, tùy theo các bác điều chỉnh nhá. Ngửa lên, ngửa xuống đều ok hết nhá. Đó. Điện thoại to, điện thoại nhỏ đều được hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30.000 cho một cái giá đỡ điện thoại như này thôi. 30.000 cho một cái giá đỡ điện thoại như này nhá. Lên cho em là giá đỡ điện thoại 30k. Đó, giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại. Giá đỡ điện thoại 30k một chiếc nhá. 30.000. 30.000 cho một cái giá đỡ điện thoại như này, hàng trong hộp như này nhá. 30.000 một chiếc này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một dòng sản phẩm khác. Đó là cái giá xoay nhá. Các bác lên mã giúp cho em là giá xoay này. Con này thì rất là tiện dụng luôn. Con này thì sẽ là 40k. Con này thì về nhà các bác không cần phải lắp đặt gì cả, chỉ thế là mình sử dụng thôi. Đó, rút ra, đặt điện thoại lên cho em là xong. Các bác có thể để trên bàn này, uống nước, ăn cơm xem được hết nhá, hoặc là để trên giường nhá. Đây. Đấy, lướt TikTok thì các bác để đứng này cho em. Còn là các bác có thể để nằm như này. Con này để máy tính bảng, iPad đều vừa hết nhá. Và có điều chỉnh độ cao như này. Đấy, có gập lên, gập xuống xoay này. Đấy, xoay như này cho em này. Đấy các bác nhá, rất là ngon lành luôn, các bác thấy không? Đấy, rất là tiện dụng nhá. Đấy, và gấp gọn các bác có thể mang đi du lịch cũng được, hoặc là mang đi chơi. Đấy, đều được hết nhá. Đấy, có thể để đứng như này được này. Đấy, để nghiêng này. Đấy, hoặc là xoay như này, đảo lên đảo xuống đều được hết nhá. Đấy, độ cao thấp tùy theo các bác điều chỉnh nhá. Và nó rất là ngon lành xịn sò cho bác luôn. Lên cho em là giá xoay nhá, giá xoay. Đấy, và bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 40k. Đấy, lên mã giúp cho em là giá xoay nhá. Giá xoay, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho cái giá xoay như này. Con giá xoay này là 40.000. Còn con giá đỡ điện thoại này thì sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái vật muỗi các bác nhá. Đấy, vật muỗi thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một con vật vật đứng như này, vật đứng như này. Đấy, về nhà các bác có dây sẵn rồi về nhà và các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình thôi là ok. Đấy, đây thì nó sẽ là một con vật đứng như này nhá. Đấy, vật đứng như này. Và con này thì chức năng của nó bắt muỗi rất là tốt luôn. Các bác đẩy lên này cho em này là nó sẽ có chức năng là bắt muỗi tự động nhá, bắt muỗi tự động. Đấy thì nó rất là đơn giản vậy thôi. Đây thì khi mà con muỗi nó bay vào và nó thấy cái tia hồng ngoại này, nó sẽ bay vào thì nó sẽ bị chập này các bạn này. Đấy, điện nó đánh rất là mạnh luôn nhá. Đánh rất là mạnh này các bạn này. Đó. Đấy các bạn thấy không? Điện đánh rất là mạnh luôn, đánh tanh tách luôn các bạn nhá. Đấy. Đấy các bạn này, đánh tanh tách luôn. Thì các bác có thể để như này. Đấy, để như này để dưới gầm bàn, gầm ghế hoặc là ở các khu vực nào nhiều muỗi. Đấy thì khi mà con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh hồng ngoại màu xanh hồng như này. Đó, và nó sẽ bay vào nó sẽ bị chập thôi. Còn chức năng bắt muỗi thì các bác sử dụng như bình thường kia. Đấy, bắt muỗi thì mình chỉ nhấp cái lẫy này, nhấp cái lẫy này để bắt muỗi. Nói chung cái vật muỗi này thì ai cũng biết sử dụng hết rồi, nó rất hợp lý nhá. Điện của nó đánh rất là mạnh luôn. Đó, tránh xa tầm tay trẻ em cho em. Hàng thì rất là chắc chắn nhá. Ở bên trên thì có đai 4 ốc này, rất chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và rất là ngon lành. Và giá thì rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em là vật muỗi đứng nhá, vật muỗi đứng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Vật muỗi đứng nhá. Đấy, đợt này hàng về cho bác giá cực tốt luôn, chỉ có 130k thôi. 130.000 cho con vật muỗi đứng như này. Đấy. 130.000 các nhá. 130.000 cho một con vật muỗi đứng như này, hàng thì rất là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá tốt để mình có thể sử dụng thôi nhá. Đấy. 130.000 cho một con vật muỗi đứng này thôi. Hàng này đợt trước bên em đang bán là 150.000 nhá. Đợt này về cho bác giá tốt luôn. Chỉ có cho bác là 130.000 cho một cái vật muỗi đứng như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái con các bác lên mã giúp cho em là bàn là đứng nhá, bàn là đứng, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng của Nhật của thương hiệu Sokani của Nhật các bác này. Đấy. Về nhà thì cái lẫy này là cái lẫy đựng nước này, các bác cho nước vào đây cho em. Tháo cái nắp đậy này ra, cho nước vào đây nhá. Đấy, cho nước vào đây cho em này. Đó, sau đó thì mình
lắp vào đây chị em. Đấy, ở đây nó sẽ có cái nắp bằng cao su này là nó giữ nước rất là tốt luôn. Đó, sau đó thì mình lắp vào đây chị em này. Đấy, và khi nào dùng thì mình nhấp là nước nó sẽ ra thôi. Và con này của nó sẽ là có đầu phun nước như này và bàn làm hơi nước. Con này thì thủ thương hiệu Sonaki, chất lượng lắm các bạn, chất lượng lắm, từ chân tay cái thứ rất là chất lượng cho các bác luôn. Con này thì công suất của nó sẽ là 1500W, sử dụng điện 220V, điện 220V đó. Có dây khá là dài luôn, dây kết nối khá là dài luôn và dùng rất là ngon. Đấy, ưu điểm của con này thì các bác biết rồi, hàng rất chất lượng cho bác nhé. Đấy, và con này của nó thì nó sẽ có lẫy như này này. Đấy, có lẫy xoáy như này các bác này. Đấy, đây. Cái này thì không biết là nó có thể xoay đảo chiều như nào đấy, các bác về các bác sử dụng ngâm cứu. Con này thì em cũng không sử dụng cho nên cũng chưa nắm được các bác nhá. Đó, đây thì em sẽ có cái video thực tế cho bác xem luôn. Đây em đã giúp cho em là ở đây thì nó sẽ có cho các bác một cái khay này, một cái khay để các bác lấy nước này, và một cái đầu bàn chải như này các bác này. Đấy, đầu bàn chải này để khi mình là nó sẽ mượt hơn nhá. Đấy, mình là sẽ mượt hơn rất là nhiều, các bác lắp vào cho em. Đó. Và giá thì bao nhiêu nhỉ? 370.000 cho một con bàn là đứng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bàn là đứng, giá sẽ là 370k. Đó. Bàn là đứng này, đó. Bàn là đứng, giá sẽ là 370k. Bao ship tận nhà cho bác luôn, nhận hàng kiểm tra, thanh toán các bác nhá. Hello, chào các bác nhá. Đấy, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay bên shop lên cho các bác một cái combo rất là mượt các bác nhá, rất là mượt. Đấy thì bên em sẽ bán theo combo. Đấy, còn cái cáo, cái kéo hành cam này nếu mà các bác mua riêng thì giá của nó sẽ là bán 450 á. Giá của nó sẽ là 70.000 các bác nhá. 70.000 cho một cái kéo hành cam như này. Đó, các bác lên mã giúp cho em là kéo hành cam nhá. Con này sẽ là 70k. Con này bên em bán lẻ sẽ là 70.000 này. Đấy, bán lẻ là 70.000. Còn cái cưa gấp này thì bên em bán lẻ thì nó sẽ là 50.000 thôi, cưa gấp như này. Đó, 50.000 thôi, cưa gấp như này. Đấy. Còn nếu mà các bác mua combo nhá thì hôm nay bên em sẽ bán cho các bác cái combo sẽ bao gồm cho các bác là 4 món này. Một cưa gấp này. Cưa gấp này là 25 sen nhá, một cưa gấp, một kéo cắt này. Một kéo tỉa này. Đấy, một kéo tỉa như này. Và một cưa lách và một cái kéo tỉa như này. Đấy, combo cho các bác là 4 món nhá. 4 món. Giá sẽ là 160.000. Đấy, 160.000. Tức là các bác tính ra là mua là bình quân là chỉ mất cho các bác là 40.000 một món thôi. 44 là 16, mất 160.000. Còn nếu mà mua lẻ thì bên em bán cái cưa này nó sẽ là 50.000 và cái kéo này sẽ là 100 kéo này là 70.000 các bác nhá. Đấy, 70.000. Còn con kéo tỉa này thì giá của nó sẽ là 40.000 và con cưa lách này thì giá của nó cũng là 40.000 luôn. Đó, cưa lách này 40.000. Cưa lách và kéo tỉa là 40.000. Còn con cưa gấp này là 50.000 và con kéo cắt cành này là 70.000. Còn các bác mua combo 4 món như này thì giá của nó sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho combo 4 món như này các bác này. Đấy. Thì các bác mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Còn nếu các bác mua combo nguyên 4 món như này không thì cộng thêm cho em là các bác cộng thêm giúp cho em đó là 30.000 ship nữa nhá. Cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đó. Hàng thì đều là hàng nội địa của Nhật nhá. Em sẽ giới thiệu từng chiếc một. Đầu tiên nó sẽ là con kéo cắt cành này. Đấy, kéo cắt cành thép SK5 không gỉ nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đầu tiên là con kéo cắt cành. Khi các bác đẩy cái lẫy này ra để mình cắt này, khi cắt xong thì mình đẩy cái lẫy này vào này, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, kéo cắt cành này. Thì tiếp theo nó sẽ đến một con cưa gấp này, hàng của thương hiệu Tozama nhá, Tozama. Made in Japan các bác này. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên em bán cho các bác với giá đó là 50.000 nhá, 50.000 cho con cưa gấp như này. Các bác lên cho em là cưa gấp nhá, giá sẽ là 50.000. Đó. Con này có thể gấp gọn này. Tiếp theo đến một con cưa lách này, hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Con cưa lách này thì giá của nó cũng là 40.000 luôn. Đấy, và con này thì các bác lên cho em là kéo tỉa nhá. Đấy, lên cho em là kéo tỉa này. Đấy, kéo tỉa. Thì các bác lên cho em là con này nó sẽ là tỉa bạc đi. Các bác lên cho em là kéo tỉa bạc nhá. Giá thì bán cho các bác riêng con này giá sẽ là 35.000 cho con kéo tỉa bạc này đi. Đây thì bên shop có hai cái mẫu kéo tỉa các bác nhá. Con kéo nhựa này thì giá của nó sẽ là 40.000 này. Đấy, còn con kéo cán inox này thì sẽ là 50.000 nhá. Đấy, em xin lỗi các bác là em nhầm một chút, thì các bác xem kỹ lại giúp cho em. Thì mới đầu là em nói là 40.000 nhưng mà con này thì giá của nó sẽ là 50.000 cho con tỉa inox như này. Còn con tỉa nhựa này sẽ là 40.000. Đấy. Thì con này nó sẽ là tỉa 20 nhá. Tỉa 20 thì nó sẽ có màu inox và màu
màu đỏ như này nhá, màu inox và màu đỏ. Đấy, thì con màu đỏ này thì nó sẽ là 40.000 và con màu inox này nó sẽ là 50.000 nhá. Thì cán của nó bằng inox luôn thì nó bền đẹp chắc chắn hơn. Còn con này thì bằng nhựa nhá. Đó, hàng của Nhật này, made in Japan các bác này. Đó. Thì các bác mua cho em là combo như này cho nó ngon này. Để các bác cứ mua combo này cho nó ngon. Thì nó sẽ là 4 món như này. 4 món như này và giá thì chỉ có cho các bác là 4 món như này và giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Đấy, 160.000 cho 4 món như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ 4 kéo nhá. À bộ 4 cắt tỉa nhá. Đấy, bộ 4 cắt tỉa này. Bộ 4 cắt tỉa giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000. 160.000 cho bộ 4 cắt tỉa như này, 160k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn tinh dầu các bác nhá. Đấy, đèn tinh dầu đuổi muỗi này, đó, đèn tinh dầu đuổi muỗi. Hàng thì có thương hiệu Paper. Đó. Hàng này thì cực kỳ an toàn cho bà mẹ và trẻ em luôn, cho các bác yên tâm sử dụng nhá. Về nhà các bác xoáy ra cho em này, xoáy ra cho em. Đấy. Xoáy cái nắp trắng này, mình vứt cái nắp trắng này đi. Sau đó thì mình xoáy vào cái thân đèn như này và mình cắm điện vào bật lên, bật công tắc lên cho em là xong, bật công tắc con đèn báo lên. Thì cái tinh dầu này nó sẽ bay hương ra và bay hương ra thì đồng nghĩa với việc là muỗi nó sẽ bị xua đuổi đi các bác nhá. Đấy, muỗi sẽ bị xua đuổi đi, rất là tiện ích các bác này. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Giá thì chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một đèn và một lọ tinh dầu như này. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Đó, đèn sông tinh dầu đuổi muỗi. Giá sẽ là 80.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em. Lên mã giúp cho em là đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đèn sông này, đấy. Đèn sông tinh dầu này. Đèn sông tinh dầu đuổi muỗi nhá. Đấy, đèn sông tinh dầu muỗi đi. Tinh dầu muỗi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con đèn sông tinh dầu muỗi như này. Đó, 80k có nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá, sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Thì đây nó sẽ là một cái dòng găng tay rất là xịn sò, chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng dạng ni lông tinh nhá, ni lông tinh rất là sạch sẽ luôn. Đấy, về nhà thì khi mà các bác sử dụng mình chế biến thức ăn thì mình đeo cái này vào cho em này. Đấy, mình đeo cái này vào cho em, nó rất là tiện ích các bạn này. Đấy, thì khi các bác đeo cái này vào ấy, thì mình có thể là làm thực phẩm, làm thức ăn, chế biến đồ ăn sống, đồ ăn chín, rồi nói chung là đa di năng hết được luôn. Đó, nó rất là tiện ích như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là găng tay thức ăn. Một hộp này của nó thì nó sẽ là được từ 80 đến 100 chiếc nhá, từ 80 đến 100 chiếc và giá của nó sẽ là 20.000 nhá, 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, rất là dai các bác, cái này của nó rất là dai luôn các bác này, rất là dai, các bác dùng cực kỳ là thoải mái, dai, ôm tay và rất là chắc nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình bóp thực phẩm, làm thực phẩm, làm thức ăn hoặc là chế biến đồ ăn rất là ok. Lên cho em là găng tay thức ăn, giá sẽ là 20k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây điện các bác nhá. Dây điện thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai loại, một loại là dây 2.5 và một loại là dây 1.5. Đó, thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác đó là cái dây vàng này. Dây vàng này là sẽ là dây 1.5 nhá. Dây vàng này là dây 1.5 và dây của nó sẽ là 30m nhá. Dây là dây 30m và dây 1.5. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy, đây. Hàng của thương hiệu Tachi này. Tachi made in Japan các bác này. Đó, đây. Hàng của thương hiệu Tachi nhá các bác nhá. Đó, đây. Hàng của Tachi made in Japan này. Đấy, thì dây này của nó thì chiều dài của nó sẽ là đi 30m nhá. Đấy, từ 28 đến 30m các bạn, từ 28 đến 30m các bác nhá. Từ 28 đến 30m khá là dài luôn. Đó, và dây thì từ 25 đến 30m và khá là dài và rất là mềm luôn. Đó. Hàng nó về theo lô nhá. Có lô thì 25, có lô thì 27, có lô 28, có lô 30. Cho nên là em cứ nói chung chung như vậy để tránh cái việc là khi các bác nhận hàng các bác đo đạc kỹ. Đấy, nhưng mà thấp nhất sẽ có cho các bác là 25m nhá. Thấp nhất sẽ có cho các bác là 25m. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 190.000 nhá, 190.000. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá, dây điện vàng này, đó. Giang ơi. Dây điện vàng, giá của nó sẽ là dây điện vàng này. Giá của nó sẽ là 190k và của nó sẽ là từ 25
đến 30m nhá, 25 đến 30m chiều dài của nó đấy. Và dây của nó sẽ là dây 1.5 nhá. Dây 1.5 này, đó, dây 1.5 nhá. Lên cho em là dây điện vàng, đó. Rất là chất lượng cho các bác luôn. Đó, dây thì dây siêu mềm. Tiếp theo thì bên shop có cho bác là cái dòng dây xanh như này. Dây xanh như này thì nó cũng là một cái dây hàng ổ đúc nhá. Ổ đúc hết, tất cả đều là ổ đúc chống va đập, có đèn báo. Và thì cái này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là dòng 5m, 10m và 30m nhá. 5m, 10m, 30m. Dây thì nó sẽ là dây của Nhật này, đây. CU này, đấy, Japan CU này. Đó, các bác thấy không? Đây, Japan nhá, Japan là của Nhật nhá, CU là dây đồng nhá. Đấy, từ 300 đến 500V nhá. FA 2.5 các bác nhá. Đó. Dây thì cũng khá là mềm luôn, dây rất là mềm luôn nhá. Và giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây xanh nhá. Các bác lên cho em là dây xanh này, đó, dây xanh. Thì nó sẽ là dây xanh 2.5 chấm nhá, 2.5. Dây xanh 2.5 và 5m thì sẽ là bằng 220k. Đấy, 10m thì nó sẽ là 330.000 và 30m thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Đó. Hàng này của nó thì đủ mét, đủ tiêu chuẩn nhá, đủ mét, đủ tiêu chuẩn. Dây đồng 100% luôn. Đó, rất là ok cho các bác luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khò ga nhé. Các bác lên xem là khò ga thì nó sẽ có cho các bác là một cái khò ga rất là chất lượng như này, hàng thương hiệu Kabushi Japan. Lên xem là khò ga đại nhá, khò ga đại. Nó sẽ có mấy màu như này. Thì bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Cái màu sắc thì nó cũng không có quan trọng. Đấy, nhưng em lên đủ màu như này để khi các bác xem thì các bác nắm được, không đến lúc các bác lại ý kiến nhá. Đó. Sẽ lên mã giúp cho em đó là khò ga đại nhá, khò ga đại. Đấy, con này thì đầu kết nối của nó là đầu dẫn lửa là bằng đồng hết này và đánh lửa tự động nhá. Đánh lửa tự động. Đấy, và rất bền bỉ và chắc chắn và khá là to luôn nhá. To như này thì nó rất là chắc chắn, có điều chỉnh ga này. Đấy, và cái lẫy này của nó thì lắp vừa hết các loại bình luôn. Đấy, cho nên là các bác sử dụng rất là ok. Lên cho em là khò ga đại, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Khò ga đại này. Các bác lên cho em là khò ga đại. Khò ga đại, giá của nó sẽ là 120k cho một con khò ga đại như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái xịt hơi nhá. Đấy, nó sẽ là một con xịt hơi hàng của thương hiệu Kabushi như này. Đấy, giá thì chỉ có 80.000 thôi, Kabushi Japan này. Đó. Thì các bác dùng con này thì mình có thể để mình nhà bác có máy hơi nhá, có máy hơi thì mình lắp cái đầu vòi này vào cho em. Mình xịt rửa xe rồi nói chung là thổi bụi, nói chung là đa di năng luôn. Thì các bác lên cho em là xịt hơi nhá. Đấy, có điều chỉnh ở đây này, có điều chỉnh van ở đây. Lên mã giúp cho em là xịt hơi. Con này thì giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, các cái đầu van này của nó đều bằng đồng hết này, cho nên nó rất là bền nhá. Lên cho em là xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k nhá. Đấy, 80k cho con xịt hơi này thôi. Đấy, hàng thương hiệu Kabushi của Nhật này. Lên cho em là xịt hơi nhá. Xịt hơi. Giá của nó sẽ là 80k cho một chiếc nhá. 80.000 cho một chiếc như này. Lên cho em là xịt hơi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái chổi chữ nhật nhá. Chổi chữ nhật thì con này nó rất là tiện. Về nhà các bác chỉ việc lắp ráp và là mình sử dụng thôi. Và nó sẽ là dòng để mình lau chùi thì nó rất là tiện. Và do sẽ là một cái dòng chổi các bác có thể vắt trực tiếp được luôn. Đấy, vắt trực tiếp được luôn, nó rất là tiện. Đấy. Ở đây thì về nhà các bác chỉ việc là lắp những cái phần ấy này vào cho em này. Lắp những cái phần phụ kiện này vào cho em cho nó hợp lý. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đây. Ở đây thì nó sẽ là một cái đầu như này các bác này. Đấy. Đây nó sẽ là một cái miếng dán nhá, một cái miếng dán như này. Đó, một cái miếng dán như này về nhà các bác dán vào cho em này. Cái miếng dán này thì đây các bác về nhà các bác đây, ở đây thì nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu lau như này rồi. Về nhà các bác xoáy cái phần này vào cho em này. Xoáy cái phần này vào cho em này. Đó, đây. Các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào cái lỗ này, sau đó xoáy vào đây cho em này. Xoáy vào đây cho em. Đó, đây. Sau đó thì các bác xoáy cái phần này vào. Thì cái chiều dài của nó sẽ vào khoảng là 1m, 2m, 3 gì đấy nhá. 1m, 2m, 3 gì đấy. Sau đó thì về nhà các bác lắp cho em cái miếng dán này vào đây này. Đấy, đây. Các bác đẩy cái này xuống này. Đẩy cái này lên này. Đấy. Đây. Đấy, các bác đẩy cái này ra này. Đấy, lắp cho em cái miếng dán này vào đây nhá. Cái miếng dán này thì ở đây cái đầu này nó sẽ có cho các bác là một cái lẫy như này. Các bác lắp vào đây cho em. Đấy. Lắp vào đây để nó lồng xuống, sau đó thì mình lắp cái phần dán này vào đây nhá. Một bộ này của nó sẽ có cho các bác là hai cái miếng lau này luôn, hai miếng lau này luôn.
Đấy, khi nào các bác lau thì các bác kéo lên này cho em nhé. Kéo này để lau này. Đấy. Kéo này để mình lau này. Đấy các bác này nhá. Đó, kéo này để mình vắt này, vắt này. Đó, kéo này vắt này. Đấy, khi mình này mình vắt này. Đấy, vắt rất là ngon luôn nhá. Vắt kiệt luôn các bác nhá. Đấy, nó vắt rất là kiệt luôn các bạn. Vắt rất là kiệt luôn. Sau đó thì khi mình lau thì mình chỉ cần ngửa lên này thôi. Đấy, các bác ngửa lên này cho em và mình lau. Đó, nó rất là tiện ích luôn nhá. Rất tiện ích luôn. Lau xong thì các bác lại xoay lại. Đấy, lại xoay lại các bác này. Đấy. Lại xoay cái hướng này lại, các bác lại đẩy xuống và mình lại vắt tiếp. Đấy, đưa vào mình vắt này. Đưa vào mình vắt này, rất là ngon luôn. Đó. Thì sản phẩm nó sẽ là rời như này, về nhà các bác lắp vào cho em. Nó rất là đơn giản thôi, lắp đặt nó rất là dễ dàng. Đấy. Mới đầu các bác chưa quen tay thì mình cứ làm nhẹ nhàng cho em một chút là ok. Đấy, và các bác lên cho em là chổi chổi chữ nhật nhá, chổi chữ nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ chổi chữ nhật như này. Giá của nó sẽ là 80.000 nhá. Lên cho em là chổi chữ nhật, giá sẽ là 80k. Dán dán thôi. Lên cho em là chổi chữ nhật này. Đó. Chổi chữ nhật. Chổi chữ nhật giá của nó sẽ là 80k cho một cái bộ chổi chữ nhật này thôi. 80.000 cho một cái bộ chổi chữ nhật như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đũa của Nhật nhá. Đũa của Nhật đây. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp đũa như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 10 đôi, một vỉ như này bao gồm là 10 đôi nhá. Đũa thì được làm từ chất liệu của nó sẽ là sợi thủy tinh nhá. Đấy, đây. Nó sẽ là 100% là sợi thủy tinh, kháng khuẩn, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc coi nhá. Đó, chống nấm mốc và được sử dụng rất là nhiều, bên Nhật người ta sử dụng rất là nhiều. Đó, rất là đẹp, sạch đẹp và ngon lành đúng không nhá. Đấy. Đánh nhám chống dính này, đấy, dập hình vân cá nhá. Đó. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là chịu được nhiệt độ lên tới 200 độ C, độ kháng khuẩn là 99% và giá thì chỉ có 40k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đũa Nhật nhá. Đũa Nhật giá của nó sẽ là 90k cho một vỉ đũa Nhật như này. 90.000 thôi nhá. Đấy, 90k cho một vỉ đũa Nhật như này nhá, 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop lại về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay dắt dao nhá, khay dắt dao. Đó, lên cho em là khay dắt dao này. Con này thì nó sẽ là bằng inox nhá, bằng inox này. Bên trong thì nó sẽ là bằng nhựa. Các bác có thể dắt dao và đũa vào đây đều ok hết nhá. Các bác lên cho em là khay dao đũa nhá, khay dao đũa. Đó. Khay dao đũa. Đấy thì nó sẽ về nhà có cái nắp này, các bác có thể cạy cái nắp này ra này. Đấy, cạy cái này ra để xả nước này. Đấy, xả nước. Hoặc các bác có thể đổ nghiêng đi nó cũng chảy ra thôi, tại vì cái này nó thấp mà. Đó. Thì các bác lắp vào đây chưa? Đó. Đây, rất là ngon lành cho các bác này. Nước thì nó sẽ chảy trong đây. 1 2 3 4 con dao, một cái liếc và một cái kéo. 4 dao, một liếc, một kéo là ok. Đây, đúng như trên hình như này nhá. Các bác lên mã giúp cho em là khay dao đũa nhá, khay dao đũa. Có đúng không nhỉ? Khay đựng dao nhá, các bác lên cho em là khay đựng dao này. Giá dao. Giá là lên cho em là khay đựng dao nhá, khay đựng dao, dao đũa, đó, khay đựng dao đũa này. Giá của nó sẽ là 160k nhá, 160.000 cho cái khay đựng dao đũa như này, rất là đẹp luôn. Đấy, con này thì cái chiều cao của nó thì vào khoảng là 20 và chiều rộng cũng là 20 nhá. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là khay đựng dao đũa nhá, khay đựng dao đũa. Giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship các bác nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, đơn giản vậy thôi các bác nhá. Cứ từ 200k trở lên là bên em sẽ bao ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Thì bên em sẽ có hai mẫu, một là mẫu trong hộp, hai là mẫu rời. Đó. Chất lượng và kiểu dáng kích thước đều như nhau. Đó thì một dòng là nó sẽ là đựng trong hộp như này nhá. Đấy, đựng trong hộp như này. Thì cái con trong hộp này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 140.000 cho một con thắt lưng trong hộp như này nhá. Con trong hộp này sẽ là 140.000. Còn cái con thắt lưng dài này thì giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá. Mặt của nó là mặt đúc liền mạ vàng 18 carat, bên trên có đính hình một con cá sấu cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo của nó là dây này. Dây của nó sẽ là dây da rất là mềm luôn nhá. Dây da rất là mềm luôn. Mặt đằng sau thì sẽ là da trơn và mặt đằng trước là da vân như này nhá. Đó. Và cái lẫy khóa của nó thì cực kỳ là ngon luôn các bác này. Đấy. Nó sẽ là dòng lẫy trượt này nhá. Khi các bác kéo vào nó rất là sướng này. Đấy, tạch 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 này các bác này. Đấy, tạch 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 này. Đấy, rất là ngon luôn. Đấy, và các bác dừng ở đâu thì nó sẽ kết thúc ở đấy nhá. Dừng ở đâu thì kết thúc ở đấy các bác này. Rất là tiện. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái con cá sấu không hộp như này. Lên cho em là cá sấu không hộp nhá.
cá sấu không hộp là sẽ là 80.000 và cá sấu có hộp là 140.000. Đó. Thì sẽ có hai mã như vậy để các bác lựa chọn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà thì dùng cái có hộp, còn mua để dùng thì dùng cái không hộp cũng được. Đấy, lên cho em là cá sấu này. Đấy. Tất cả đều tên nó là cá sấu hết nhá. Đấy, cá sấu thì nó sẽ có hai loại là có hộp nhá. Có hộp sẽ là 140k nhá, 140.000 cho loại có hộp nhá. Đó, và cá sấu không hộp nhá. Đấy, cá sấu không hộp thì giá của nó chỉ có 80k thôi. Chỉ có 80k cho cái cá sấu không hộp này thôi. Đấy, thì có hai loại. Đây, cá sấu có hộp thì sẽ là 140.000 và không hộp sẽ là 80.000. Đây. Thì không hộp thì nó sẽ là một cái thắt lưng cá sấu rất là đẹp thế này các bác này. Đấy. Còn cái con có hộp này thì sẽ là 140.000, thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay nhá. Găng tay này thì bên shop bán theo dây. Một dây này của nó sẽ là 70.000 cho 12 đôi. Còn các bác nào lấy lẻ thì bên em bán từ 5 đôi trở lên và cái giá của nó sẽ là giá của nó sẽ là 50.000, 40.000 cho 5 đôi nhá, 40.000 cho 5 đôi. Đây. Hàng thì độ co giãn của nó là co giãn 4 chiều, tay to tay nhỏ đi được hết các nhá. Tay to đi, tay nhỏ đi được hết. Rất là ôm tay luôn, thì các bác có thể dùng để mình lao động làm vườn, đi xe đi cộ, hoặc là nói chung là rất là đa năng luôn, nhặt cỏ nhặt kiếc rất là sạch. Đấy, hoặc lao động các bác sửa chữa xe máy, xe đạp, ô tô, các bác đeo con này vào cho em thì nó đỡ xăng dầu nhớt nó dính vào tay và khi mình làm nó cũng rất là thật nhá, rất là thật. Hoặc các bác có thể dùng lao động bình thường đóng hàng đóng hóa cũng được. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác mua lẻ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 40k trên 5 đôi nhá, 5 đôi. Còn các bác mua là 70k thì trên một vỉ của nó sẽ là 12 đôi luôn, 70.000 sẽ là 12 đôi. Đấy, rất là tuyệt vời ông mặt trời cho các bác luôn. Có các màu đen, màu xám, màu xanh. Màu đen, màu xám, màu xanh như này bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái mũ, thì bên shop sẽ có một số các cái mẫu như sau để lên cho các bác lần lượt. Đầu tiên thì sẽ là cái mẫu mũ nồi nhá. Các bác lên cho em là mũ nồi. Thì chất liệu của nó là bằng da này, siêu mềm cho bác luôn, bằng da rất là mềm nhá, bằng da rất là mềm. Và con này thì đội rất là ngon luôn. Các bác lên cho em mã này, nó sẽ là mũ nồi và giá của nó sẽ là 100.000 nhá. Lên cho em là mũ nồi này. Mũ nồi, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho một con mũ nồi như này. Đấy, 100.000. Rất là đẹp các bạn, con này thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể đội bình thường như này, hoặc các bác có thể thả cái này xuống này. Thả cái này xuống để mình chống nóng vào mùa chống lạnh vào mùa đông nhá. Chống lạnh vào mùa đông rất là tốt luôn. Đó, đội vào thì rất là ôm form và rất là đẹp nhá. Đấy, thì lát nữa em sẽ đội một lượt cho các bác luôn. Bây giờ em quay trước đã. Lát nữa em đội một lượt cho các bác xem luôn. Con này thì lên cho em là mũ nồi. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu xám nhá. Đấy, màu đen và màu xám như này. Đấy, giá thì sẽ là 100.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là mũ vải nhá. Mũ vải cũng có hai màu, màu đen và màu xám này. Tất cả những cái dòng này thì đều có tính năng là chống rét vào mùa đông hết nhá. Đây. Đấy, nó sẽ có hai cái lẫy che tay như này. Bình thường các bác không dùng thì mình chỉ ấy lên thì nó sẽ là một con mũ bình thường. Đấy, nó sẽ là vải nỉ hai lớp nhá, vải nỉ hai lớp cực kỳ đẹp và bền bỉ chắc chắn luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là mấy nhỉ? Các bác lên cho em là mũ nỉ nhá, giá của nó sẽ là 90.000. Đó, mũ nồi là 100, mũ nỉ sẽ là 90.000. Đó, mũ nỉ này. Lên theo là mũ nỉ, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một chiếc mũ nỉ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng mũ cao cấp nhá. Đấy, mũ cao cấp đó là mũ da bò này. Đấy, mũ da bò cái này thì nó sẽ là 100% là da bò và hàng này của nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci này. Đấy, thương hiệu Gucci, made in Italy nhá. Made in Italy như này. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 350.000. 350.000 cho con mũ như này. Cái phần khuy này của nó thì sẽ là khuy đồng nhá. Khuy đồng như này các bác này. Đấy, rất bền bỉ và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Ba khuy bằng đồng như này nhá, ba khuy bằng đồng rất bền bỉ và chắc chắn. Con này của nó thì nó sẽ là một cái dòng mũ mà bằng da bò tự nhiên nhá, bằng da bò tự nhiên. Đấy, các bác về các bác có thể test lửa thoải mái cho em luôn. Đấy, bằng da bò tự nhiên rất là đẹp. Và cái giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 350.000 và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy, lên cho em đó là mũ da bò nhá. Đấy. Mũ da bò này. Đấy, mũ da bò 350k. Trên một chiếc và bao ship tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đội lần lượt từng chiếc một cho các bác xem. Đấy. Em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem. Nó sẽ là con mũ da bò con này. Đây. Mũ da bò đây. Đấy. Thì có form này có thể điều chỉnh nhá. Đấy, có thể điều chỉnh cho các bác. Các bác có thể điều chỉnh là ví dụ như là to nhỏ tùy theo cái cấp độ của các bác. Đấy, đội vào rất là đẹp luôn. Và cái này của nó thì nó sẽ rất là ôm nhá. Đấy, rất là ôm các bác này. Đây. Đấy, nó ôm form lắm các bác nhá. Ôm form lắm, đội rất là thích luôn. Đó. Có hai màu, màu đen và màu ghi, à màu đen và màu xám nhá. Đấy, màu đen màu xám này. Đấy, rất là đẹp luôn các nhá. Đội màu đen cũng rất là chất chơi luôn.
Đấy, tiếp theo thì đến con mũ vải nhá. Đây, đây nó sẽ là con mũ vải cho các bác này. Đấy. Đây, con này nó sẽ là con mũ vải này. Đấy, con mũ vải này rất là đẹp luôn. Đó. Và ưu điểm của con này thì nó sẽ có cho các bác là nó sẽ có cái chụp như này các bác này. Đấy, có cái chụp như này. Có cái chụp này các bác này. Đấy, nó sẽ có cái chụp như này thì khi các bác đeo vào nó rất là ấm tai luôn. Đấy là đối với mùa đông nhá. Mùa đông thì cần thả này xuống là nó che hết tai luôn. Đó. Còn mùa hè thì mình chỉ đội lên bình thường như này thôi, như một cái mũ bình thường, rất là thông minh luôn. Đấy, nó thiết kế như con mũ rất là đa di năng cho các bác nhá. Đa di năng luôn, rất đẹp. Con này cũng có hai màu, màu đen và màu xám nhá. Màu đen màu xám này. Đó. Màu đen màu xám, các bác lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo là cái mũ nồi này, mũ nồi đây. Mũ nồi thì cũng có hai màu luôn. Một màu đen, một màu xám này. Đấy. Một màu đen, một màu xám như này. Đó, và cũng có cái chống lạnh vào mùa đông nhá, chống lạnh mùa đông này. Đấy. Đội vào thì con này vừa là chống lạnh này, vừa là chống ồn luôn. Nó che tai rất là tốt, mùa đông mà đội con này thì rất là phê luôn các bác nhá. Đấy, kín mít luôn. Đấy, ôm tai như này đội ra ngoài đi xe máy xe biết cũng rất là ok. Đó, giá thì rất hợp lý nhá. Đấy thì có hai mẫu, có hai mẫu và hai cách đội khác nhau. Đấy. Các bác chung chung tuổi rồi đội con này rất là đẹp, mùa đông đội nó sẽ khỏi bị lạnh đầu, lạnh tóc nhá. Đó. Rất ok. Thì lên mã giúp cho em đó là mũ nồi là 100. Đấy, con mũ nồi này là 100 nhá. Mũ nồi này là 100 này. Đấy. Mũ vải thì sẽ là 90.000 nhá. Mũ vải sẽ là 90.000. Đấy, còn con mũ da bò này thì sẽ là 350.000. 350.000 cho con mũ da bò như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đèn wifi nhá. Lên mã giúp cho em đèn wifi, giá sẽ là 130.000. 130.000 các bạn. Đó, thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một con đèn wifi như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng thì nó sẽ là đây. Hàng LED Lancer này, made in Germany nhá. Germany. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hàng thì hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng. Hàng made in Germany. Đó, hàng made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con đèn như này giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn như này. Và con này của nó thì nó sẽ có điều chỉnh các bác nhá, có điều chỉnh đây. Nó sẽ có cho các bác là điều chỉnh chế độ là wifi tự động của này. Đấy, tắt này, bật này, đấy, tắt này, bật này, tắt này, bật này. Nó rất là tiện nhá, có điều chỉnh tự động luôn. Các bác chỉ cần vuốt qua là nó bật tắt này, vuốt qua nó bật tắt này. Và các bác có thể sử dụng đây. Đấy, điều chỉnh pha này, đấy, rất là sáng nhá, rất sáng như này. Đó, pha rất là giỏi cho các bác luôn. Và giá sẽ là 130.000, ưu điểm của con này thì nó sẽ có cảm biến này. Đấy, rất là nhạy luôn nhá, cảm biến rất là nhạy luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá thì sẽ là 130.000 thôi, 130.000 cho con đèn wifi như này. Rất tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Đó, đèn wifi nhá, 130k, đèn wifi 130.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái ví xanh nhá. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh này. Ở đây nó sẽ là một con ví đầy đủ các chức năng cho các bác luôn. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác rồi. Một cái con ví xanh như này. Giá thì chỉ gửi tới các bác cái giá đó là một con ví xanh như này sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng luôn các nhá. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là bốn cái bấm móng này. Bốn bấm móng này rồi là cái bốn bấm móng này, 1 2 3 4 này, bốn bấm móng này rồi nạo gót chân này rồi nói chung là cắt da chết rồi nói chung là nặn mụn nặn miếc đầy đủ các bạn. Đấy, kéo tỉa kéo cắt đầy đủ cho bác như này. Combo cho các bác, bộ bao gồm cho các bác là bộ bao gồm cho các bác là đi bốn cái cắt móng này. Đấy, đầy đủ các chi tiết như này mà giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em là các bác lên cho em là bộ ví xanh nhá, ví xanh. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một bộ ví xanh như này. Đấy, rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Lên cho em là bộ ví xanh. Giá sẽ là 100k nhá. Đấy. Lên cho em là ví xanh này. Đấy, các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh giá sẽ là 100k. 100k cho một con ví xanh như này nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thước. Các bác lên mã giúp cho em đó là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa thì bên shop về nó sẽ có là 3 màu. Hôm nay về chỉ có 2 màu thôi, màu vàng và màu bạc như này các bác nhá. Đấy, màu vàng màu bạc như này. Chiều dài của nó sẽ là 2m các bạn, 2m. Và các bác có thể treo vào móc khóa như này để mình sử dụng này. Đấy, hoặc là các bác dùng
để khi mình sử dụng thì nó rất là tiện nhá. Số thì khá là to và rõ ràng luôn, kích thước của nó là 2m nhá. Đây. Đấy, kích thước của nó là 2m nhân với 0.6mm này. Đấy. Có dây đeo như này và các bác có thể dùng để mình đo trực tiếp luôn, và con này có thể xoắn vào được này. Đấy, xoắn vào được không sợ bị gãy nhá. Nó rất là ngon luôn và lò xo của nó rất là trơn nhá. Đấy, rất là ngon lành các bác này. Đấy. Các bác có thể dùng để mình đo đạc trực tiếp ở trên các cái bề mặt khi mà mình làm thợ làm nghề, hoặc là các bác test khoảng cách này, mình đo rất là thích luôn. Các bác làm thợ làm nghề thì dùng con này rất là ok. Lên cho em là thước móc khóa nhá, giá của nó sẽ là 50k. Đó. Các bác lên cho em là thước móc khóa này. Thước móc khóa nhá, thước móc khóa. Giá thì chỉ có 50k thôi. 50.000 cho một con thước móc khóa như này. Và sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc nhá, màu vàng màu bạc rất đẹp luôn. Thước móc khóa màu vàng màu bạc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia thanh cài dao nhé. Nó sẽ là một con thanh cài dao rất là đa di năng cho các bác luôn. Thì con này có chức năng của nó là vừa là để cài dao này, vừa là để treo xoong nồi. Đấy, xoong nồi hoặc là các cái đồ dùng gia đình linh tinh các bác treo vào đây cho em. Đó, tạp dề, tạp giếc hoặc là xoong nồi, chảo ấm treo vào đây được hết nhá. Và các bác dắt dao vào đây cho em, chiều dài của nó sẽ là 45cm. Giá thì sẽ là 90k nhá. Lên cho em là thanh cài dao này. Thanh cài dao giá của nó sẽ là 90k. 90.000 cho một con thanh cài dao như này thôi. Giá sẽ là 90k nhá. Giá rất tốt cho bác luôn. 90.000 cho một cái bộ thanh cài dao như này. Các bác có thể mua về để mình hàn trực tiếp lên cửa sắt hoặc là bắn ốc. Đây nó có kèm ốc cho các bác rồi. Về nhà các bác có thể bắn ốc cũng được. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái các bác lên mã giúp cho em đó là bộ dao đen nhá, bộ dao đen. Thì đây nó sẽ là một cái bộ dao bao gồm cho các bác là các cái chi tiết này. Đấy. Dao này thì sẽ là 130.000 nhé, 130.000. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái liếc để các bác mài này. Tiếp theo là một con kéo này, một con kéo rất là ngon luôn nhá. Đấy, kéo rất là ngon, rất sắc này. Kéo này thì chức năng của nó thứ nhất là các bác dùng để cắt gà, cắt cá này. Đấy, có cái phần khuyết này các bác dùng để đánh vảy cá này, khui bia này, mở nắp chai, kẹp cua ghẹ đều được hết nhá. Con này rất là đa di năng luôn, thép không gỉ này. Đó, thép không gỉ đa di năng luôn. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là ba con dao. Dao này thì nó sẽ là vừa phải thôi, không quá dày và cũng không quá mỏng, các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Và dao rất là bén nhá, dao rất bén này. Đây. Đấy, đây em sẽ test cho bác xem này. Dao thì siêu bén rồi con này. Đấy. Dao rất là bén luôn các bác này. Đó, dao bén lắm các bác. Đây. Dao rất là bén luôn các bác nhá. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn. Đây, đầu tiên nó sẽ là một con dao thái như này. Chiều dài của nó vào khoảng là 30cm. Đấy, cán của nó thì bằng nhựa đúc nhá, nhựa đúc liền. Đó, rất là ngon lành luôn các bác luôn. Đó, tiếp theo thì nó sẽ là đến một con dao thái bản to này. Một con thái bản to như này, con này cũng rất là bén các nhá. Đấy. Đây, một con dao thái bản to đây. Đấy con. Đấy cũng dọc giấy rất là ngon luôn con này. Đấy. Dọc giấy rất là ngon luôn nhá. Đó bác thấy không? Đây. Dọc giấy rất là ngon luôn. Đó. Một con thái bản to này. Đấy. Tiếp theo là một con nữa này. Con này thì nó sẽ là một con bản nhỡ và cũng khá là nặng. Tầm khoảng 2 đến 3 lạng. Con này các bác có thể dùng để băm chặt nhẹ cũng được. Đấy. Băm chặt nhẹ thôi các bác nhá. Đấy còn tức là nếu mà dùng mạnh là không được đâu. Dùng đồ nặng là không được đâu. Con này chỉ băm chặt nhẹ là ok thôi. Đấy. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là ba con dao như này. Ba con dao, hai con này thì con này nó sẽ là bản to nhưng nó sẽ nhẹ hơn một chút. Đấy còn con này bản bé và sẽ chắc hơn một chút. Đấy nó chỉ tầm khoảng hơn 2 lạng thôi. Ba con dao như này nhá. Ba con dao cán bằng nhựa, dày dẫn đẹp. Đấy thép của nó sẽ là thép vân gỗ như này nhá. Ba con dao này, một kéo và một rũa như này. Đấy và một bộ dao này thì giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một bộ dao như này nhá. Lên cho em là bộ dao đen, giá sẽ là 130k. Giá khá là tốt cho các bác luôn. Đó. Bộ dao đen này, đó. Bộ dao đen, lên cho em là bộ dao đen giá sẽ là 130k nhá. 130k cho bộ dao đen. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các bác nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các bác này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức
6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy. Cọc trước 200k. Thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Đấy, 4 lít này. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đấy. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến với con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì
dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vuông hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Hello các bác nhá. Ngày nay thì bên Phạm Huấn lại tiếp tục về một lô hàng rất chất lượng để gửi tới các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng thì kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng các nhá. Đó. Hàng về số lượng. Đầu tiên lên cho bác đó là cái bút thử điện nhá, bút thử điện hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Bút này thì bên em lên tên nó là bút thông mạch các nhá. Đây, bút thông mạch này. Đấy, chạm vào nó sẽ sáng như này. Hàng này thì cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, đấy các bác trông không? Bò cho vào nước thoải mái luôn nhá, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đó, cho nước thoải mái luôn các bác này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác thấy không? Đây. Bút như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc nhá. 30.000 một chiếc như này. Đấy, bác nào lấy combo từ 2 chiếc trở lên thì bên em tính cho bác giá 50.000 cho 2 chiếc như này các bác nhá. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, thì đây nó sẽ là một cái dòng bút thông mạch nhá. Bút thông mạch này. Đấy, các bác chạm như này là nó sẽ lên này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình đo điện này. Đấy các bác ơi, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Đấy thông mạch nhá, tức là có nước vào thì nó sẽ thông mạch và nó sẽ sáng qua này. Đấy. Và theo nước thì nó dẫn điện mà. Đó, rất là ngon lành luôn. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k cho một con bút thông mạch như này nhá. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc này. Đó, hàng rất chất lượng để phục vụ các bác luôn. 30k cho một chiếc như này. Lên mã giúp cho là bút thông mạch nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Các bác nào lấy từ 2 cái trở lên thì giá sẽ là 50k. Đó. Lên cho là bút thông mạch này. Bút thông mạch nhá. Đó. Bút thông mạch giá của nó sẽ là 30k trên một cái. Đấy, còn là trên một chiếc nhá. Đấy, còn lấy 2 cái thì sẽ là 50k nhá. 2 cái thì sẽ là 50.000 cho 2 chiếc này. Đó, rất chất lượng và giá cực tốt cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái hộp mũi khoan đỏ nhá. Các bác lên tiền là hộp mũi khoan đỏ, hộp nó sẽ là màu đỏ như này. Đấy, hàng cũng là của thương hiệu Unica Japan này. Đấy, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, của thương hiệu Unica nhá. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi khoan đa năng như này. Đấy, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi taro gen nhá. 3 mũi khoan tháp, 3 mũi taro gen như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác giá rất là tốt nhá. Đây. Đấy, thì đây nó sẽ là dòng mũi khoan tháp này. Thép của nó sẽ là thép gió mạ titan nhá. Thép gió mạ titan, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là mũi từ 4 nhá. Đều là mũi 4 hết. Đầu tiên là mũi 4 đến mũi nhỏ nhất là 4 đến 12 này. Mũi to nhất là 4 đến 32 này mà mũi nhỡ là 4 đến 20 này. Và ba mũi tazogen cho các bác nhá. Ba mũi tazogen như này. Đó thì sẽ rất là ok cho các bác cho một cái combo như này. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ nó sẽ là hộp màu đỏ như này. Hộp mũi khoan đỏ này, đó. Hộp mũi khoan đỏ, hộp mũi khoan này. Hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110k nhá. 110.000 cho một hộp như này. Hàng của thương hiệu Unica Japan này. Đó, Unica Japan. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Unica Japan thôi nhá, Unica Japan. Giá thì chỉ có 110k thôi. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Giá sẽ là 110.000. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lục giác nhá. Đây. Cái bộ lục giác rất là tuyệt vời luôn. Bên shop về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng này nó sẽ là hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, lên cho em là bộ lục giác này. Hàng của nội địa Nhật này. Hàng của thương hiệu Tajima nhé, Tajima made in Japan nhé, đấy, Tajima made in Japan như này. Đấy, bộ này là nó sẽ là bộ lục giác 7 màu, lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhé, hàng của Tajima này, đấy, Tajima made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90 cành thôi, lên cho em là bộ lục giác 7 màu nhé, bộ lục giác này, đó, bộ lục giác 7 màu nhé, bộ lục giác 7 màu giá của nó sẽ là 90k nhé, 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Giá của nó chỉ có 90.000 thôi. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 chi tiết như này nhá. 9 chi tiết như này, rất là đẹp, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó, 9 đầu các bác nhá, 9 đầu như này. Nó sẽ có cho các bác là 1/5, 2, 2/5, 3, 4, 5 này. Đấy, rồi đây sẽ là 6, 8, 10. Đấy, 6, 8, 10. Bộ lục giác 7 màu đẹp miễn chê luôn nhá.
Hàng thì đầu của nó một bên là đầu bi, một bên là đầu lục giác như này. Hàng cao cấp cho các bác luôn. Tajima Made in Japan. Chữ khắc nổi luôn nhá. Chữ khắc nổi luôn. Hàng thương hiệu Tajima Made in Japan nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ lục giác 7 màu như này nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là một bộ như này. Giá chỉ có cho các bác là 90 cành thôi nhá. 90 cành cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Lên trên là bộ lục giác 7 màu nhá. Đấy, bộ lục giác 7 màu. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái bộ lục giác 7 màu như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô kéo cắt gà nhá. Kéo cắt gà hàng của Đức. Hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây. Made in Germany bên này. Đó, Made in Germany. Hàng của Đức, thương hiệu Winling hay người, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho anh em là kéo cắt gà nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k. Đấy, lên cho em là kéo gà Đức nhá. Kéo gà Đức này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90 cành cho một con kéo gà Đức như này. Đấy, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì hàng cực kỳ là ngon luôn. Hàng ngon, dày dẫn chắc chắn ngon lành cho bác luôn. Hàng made in Japan nhá. Made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng ngon lành, dày dẫn chắc chắn và rất là chất lượng cho bác nhá. Rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu hợp lý luôn nhá. Chỉ có 90.000 cho một con kéo gà như này. Hàng này nó sẽ là hàng đa di năng nhá. Các bác thứ nhất là cái phần hõm này các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt thực phẩm, cắt thức ăn, cắt nem này. Thứ hai là các bác có thể dùng cái phần này để đánh vảy cá này, đánh vảy cá này. Thứ ba là các bác có thể dùng cái này để kẹp cua ghẹ này. Con gà 2 3 4 cân đều cắt ngon hết nhá, cắt rất là ngon luôn con này. Đấy. Ngoạm vào là mình có con gà là mình cắt thôi, không cần phải dùng thớt nữa, mất vệ sinh. Đấy, hàng của thương hiệu Winling nhá, Winling của Đức hay hình người đây. Made in Germany con này. Đó, đây. Made in Germany. Đó, chữ khắc chìm luôn nhá, Made in Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là kéo cắt gà Đức nhá. Kéo gà Đức, giá của nó sẽ là 90k trong con kéo gà Đức như này. Sản phẩm tiếp theo. Đó là bên shop về cho bác cái lô bơm 2T nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn và giá thì rất là tốt nhá. Đấy, bơm 2T, hàng nội địa của Nhật, một con bơm chất lượng như này. Đấy, một con bơm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng của Nhật nhá, Made in Japan con này. Đó, Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật, hàng của thương hiệu Santalay. Ở đây thì nó sẽ là một con bơm như này, kèm thêm cho các bác là các cái đầu bơm nhá, các đầu bơm như này. Các bác có thể dùng để bơm phao, bơm bóng rồi bơm các loại đều được hết nhá, bơm xe đạp, xe máy, ô tô đều được hết. Đấy. Bơm thì rất là đẫy hơi luôn, hàng thương hiệu Santalay Japan các bác này. Đó, Santalay Made in Japan cho bác luôn. Made in Japan, chữ khắc chìm trên thân bơm luôn. Hàng chất lượng cho các bác nhá, bơm 2T, sơn tĩnh điện như này. Đấy. Sơn tĩnh điện như này, cực kỳ dày dẫn chắc chắn, khung xương sơn tĩnh điện dày dẫn chắc chắn, xi lanh bằng inox như này, các bác có thể bơm phao, bơm bóng, bơm hơi, bơm được hết nhá. Đấy. Các bác có thể dùng để con này thì dung tích của nó là lên tới 10 cân nhưng các bác có thể bơm được 10 cân luôn. Đây con này, đấy. Các bác xem đây, em giữ tay không mà cái lượng bơm nó đã lên 2 cân thì em bỏ ra này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đây các nhá. Đấy, giữ tay không lên 3 cân. Đấy, thấy không? Đây, thì một con bơm như này các bác lên cho em là bơm 2T nhá, bơm 2T. Bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là lên cho em là bơm 2T này. Đó. Bơm 2T giá của nó sẽ là 240k nhá. Và bao ship tận nhà cho bác luôn. 240.000 và bao ship tận nhà. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy quá nhá, dao dọc giấy đây. Đấy, hàng về số lượng và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy như này, bên ngoài của nó thì là bằng cao su non và bên trong thì là nhựa cứng nhá. Đấy, một dao kèm một lưỡi như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 15k trên một cây như này nhá, 15k trên một cây như này. Đấy, còn bác nào mua từ 3 cây trở lên thì bên em tính cho bác cái giá là 40.000 nhá. Đấy, mua từ 3 cây trở lên thì sẽ tính cho bác cái giá là 10.000 một cây thôi. Đó, mua lẻ là 15.000. Còn mua từ 3 cây trở lên thì giá sẽ là 10k một cây nhá. Đấy, 3 cây thì sẽ là 30.000. Đấy, thì các bác nên mua từ 3 cây trở lên, 3 cây là 30.000. Còn mua lẻ thì sẽ là 15.000 cho một cây như này. Lên cho em là dao dọc giấy nhá, dao dọc giấy hàng bãi Nhật, cực kỳ là đẹp và chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 15k một cây này thôi. 15k trên một cây này. Đấy, còn mua từ 3 cây trở lên tính cho bác với giá là 10k nhá, 10k một cây này thôi. Đấy, dao dọc giấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bình xịt nhớt các nhá, bình xịt nhớt bên shop về số lượng và cũng bán cho bác giá chỉ có 40.000 cho một con bình như này thôi. Con này có thể ngoắt ngéo này, ngoắt ngéo đảo chiều rồi đưa vào các vị trí khó đều ok hết nhá. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này. Các bác có thể dùng để tra dầu, tra nhớt rồi nói chung là làm các công việc đều ok hết. Giá của nó sẽ là 40k cho một con bình xịt nhớt như này nhá. Đây mã cho là bình xịt nhớt, giá của nó sẽ là 40.000. 40.000 cho một con bình xịt nhớt như này. Đó. Rồi ok. Hello chào bác nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji Made in Japan. Đó.
giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy. Màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh đây. Đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này. Đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó. Hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này.
Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá, 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn có nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên trên là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá. Lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Tiếp theo lên cho bác con máy cạo râu 9D nhá. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k cho một con như này. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy như này nhá. Một thân máy này, máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây. Bộ của nó sẽ bao gồm là ba lưỡi kép như này nhá. Ba lưỡi kép như này, chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đó, các bác cứ như này mình đưa vào này. Đấy, đưa vào như này. Đó, cạo sạch hết râu luôn các nhá. Đó, cạo sạch hết râu luôn, rất là sạch các bạn. Đó. Rất là sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, đây em cạo ra có một tí mà râu nó ra đầy các bạn này. Đấy, râu nó ra đầy đây các bạn này. Các bác thấy trông cái mẩn râu chưa? Đó, cái mẩn râu này. Đấy, ra đầy luôn. Con này thì chạy cực kỳ khỏe và êm nhá. Và ưu điểm của con này thì các bác có thể thay lưỡi này, các bác chỉ cần tháo ra như này thôi. Sau đó thì mình thay cái mũi này vào cho em này. Cái mũi này thì để các bác dùng để mát xa mặt này. Đấy, cái mũi này để mát xa mặt các bác này. Đấy, đây. Mát xa mặt thì các bác dùng cái này cho em. Đấy. Mát xa mặt rồi các bác tẩy da, tẩy riết các bác lắp cái này vào. Đấy, lắp cái này vào. Đây. Đấy, qua theo. Đây. Đấy, dùng để mình rửa mặt, mình mát xa rồi nói chung là làm các cái chức năng này. Đấy, công tắc tắt đi ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là thêm là một cái đầu để cắt tỉa lông mũi này. Đấy, một đầu cắt tỉa lông mũi đây. Đấy. Đầu này thì các bác để cắt tỉa lông mũi này, lắp cái đầu này vào cho em. Đấy, lắp cái đầu thay ra, lắp cái đầu này vào. Lắp cái đầu này vào để mình tỉa lông mũi nhá. Này. Tỉa lông mũi các bác này. Đấy. Lông mũi thì nó chạy bên trong hết nhá, cho nên các bác cứ thêm mình sử dụng thôi, không sợ bị đứt mũi đâu. Ngoài ra thì nó sẽ có một cái đầu tăng đơ này để các bác dùng để cắt tóc, chấn viêm hay là cạo râu này. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu cũng ok hết nhá. Các bác không lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây. Đấy, đầu tăng đơ này. Đấy. Cắt tóc này, chấn viêm này. Các bác có thể cắt tóc, chấn viêm rồi cạo râu nhá. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm này, cạo râu này. Đấy, rất sạch luôn các bác nhá. Đây. Đấy, cắt tóc, chấn viêm, cạo râu rất sạch luôn. Các bác theo. Đó. Thì cái giá nó rất hợp lý nhá. Giá chỉ có 95k thôi. 95k cho một cái bộ combo như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D nhá. Máy cạo râu 9D. Giá của nó sẽ là 95k, rất là tiện dụng luôn. Chỉ cần lắp vào này là sử dụng thôi. Lắp vào này là sử dụng rất tiện dụng luôn. Giá sẽ là 95k. Có kèm cho các bác là các cái đầu như này, các cái đầu đi kèm như này, các cái bộ dụng cụ đi kèm như này nhá. Và có kèm cho các bác là cả một cái cáp sạc luôn. Về nhà các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Đấy. Một cái bộ 4 trong 1 như này nhá. Đấy, bộ 4 trong 1 như này. Bao gồm là tăng đơ này rồi máy cạo râu này rồi các cái chi tiết đi kèm như này. Mà giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ như này, giá chỉ có cho các bác là 95.000 nhá. 95.000, giá không thể tưởng nổi luôn. Đấy. Giá này là giá không tưởng luôn các nhá. Giá này giá không tưởng luôn. Đấy. 95k cho một cái bộ cạo râu 9D như này. Các bác lên cho em là máy cạo râu 9D, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k cho con máy cạo râu 9D như này. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop cũng về cho bác một cái dòng máy cạo râu khác nữa. Đấy. Đó thì các bác lên cho em là máy cạo râu cái này thì các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 189. Đây, mã của nó sẽ là 189 này. Đấy, thì lên cho em là máy cạo râu 189.
thì con này nó sẽ là một con máy cạo râu lưỡi kép các bạn. Đấy, máy cạo râu lưỡi kép như này. Đấy. Và con này thì nó cũng có cái đế sạc ở đây này. Đấy, về nhà các bác ấn xuống đẩy cái này ra này. Đẩy cái này ra cho em để mình sạc nhá. Đó, vào đây. Nó sẽ là hai lưỡi kép nhá, hai lưỡi kép cực kỳ là mạnh luôn. Thì các bác dùng để mình cạo râu này. Đấy. Cạo râu rất là khỏe luôn nhá. Và rất là êm, dùng cạo rất là ngon luôn. Con này thì nó gọi là, con này thì nó được mệnh danh là máy cạo râu quốc dân nhá. Đấy, rất là sạch luôn các bác này. Đấy, em chỉ có nhấp có một tí thôi mà râu nó đã ra đầy rồi con này. Đây, râu ra đầy rồi các nhá, rất là tiện luôn. Máy cạo râu quốc dân đấy. Con này thì lên cho em là, các bác lên cho em là máy cạo râu 189 nhá. Đấy, lên cho em là máy cạo râu 189. Con này thì có sạc trực tiếp này luôn. Và giá thì rất là hạt rẻ nhá. Giá rất là hạt rẻ cho các bác luôn. Đó, máy cạo râu 189 này. Các bác lên cho em là máy cạo râu quốc dân đi. Đó, máy cạo râu quốc dân. Máy cạo râu này, đó, máy cạo râu này. Máy cạo râu quốc dân nhá. Đó, máy cạo râu quốc dân. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 90k nhá. Đấy. À không, con này nhầm mã. Giá thì của nó chỉ có cho các bác là 75k thôi. 75k cho một con máy cạo râu quốc dân như này nhá. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đó. Máy cạo râu quốc dân, giá của nó sẽ là 75.000 thôi. 75.000 cho một con máy cạo râu quốc dân như này. Con này thì tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Cực kỳ là tiện luôn các bác nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một cái mẫu củ sạc 3 cổng như này các bác nhá. Đấy, 1 2 3 nó sẽ có 3 cổng như này. Đấy. Thì các bác lên cho em là củ sạc 3A nhá, củ sạc 3A. Đó. Củ sạc này lên cho em là củ sạc 3A nhá, 3A. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 30k nhá. 30k. Đấy. Các bác lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35k. Xin lỗi các bác, 35k nhá. 35k cho một con củ sạc 3A như này. Đấy, giá sẽ là 35.000. Về nhà các bác có thể cắm vào các cái dây USB các bác có thể cắm vào đây. Đấy, lên cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái củ sạc như này. Rất là tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có hẳn cho các bác là 3 cổng USB luôn. 3 cổng USB như này, về nhà các bác cắm kết nối cực kỳ là ngon luôn. Và giá rất hợp lý nhá. Giá chỉ có cho các bác là 35k thôi. Lên mã cho em là củ sạc 3A, giá của nó sẽ là 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. 35k nhá. 35.000 cho một con củ sạc 3A như này. Giá rất là tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòng trầm các bác nhá. Các bác lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp này. Đấy. Con này thì nó sẽ là vòng trầm gỗ. Các bác lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp. Con này thì nó sẽ là hàng của Nhật và được nhập khẩu và phân phối bởi công ty trầm hương cao cấp Tống Gia nhá. Đấy thì bên công ty nhập được những cái mã hàng nó khá là tốt các bác nhá. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đây, toàn bộ chữ Nhật này, đựng trong một cái hộp giấy cực kỳ, hộp vải này. Đấy, cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Giá bán ở bên Nhật của nó sẽ là 1.800.000 nhá, 1.800.000. Đây, 1.800.000 cho cái vòng trầm gỗ như này. Và bên shop thanh lý được cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá. Giá thì chỉ có 50 cành thôi. Ở đây thì nó sẽ là một con vòng mà bằng hạt trầm gỗ như này, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, huyết áp ổn định các bác nhá. Đấy, hạt của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên nhá. Gỗ trầm tự nhiên cực kỳ là thơm luôn. Đấy, cực kỳ là thơm, vân gỗ rất đẹp nhá. Đấy. Có 108 hạt và một cái đài sen như này. Đó. Giá thì chỉ có 50k thôi. Các bác lên mã giúp cho em là vòng trầm gỗ nhá, vòng trầm gỗ, vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. 50k cho con vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chổi chổi cọ nhà vệ sinh nhá. Đấy, các bác lên cho em là chổi cọ toilet. Đấy, chổi cọ toilet, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một cái chổi cọ toilet như này. Con này thì nó sẽ là hàng đúc liền, các bác có thể dùng ngoắt nghéo thoải mái luôn. Đấy, cái độ cong như này để các bác đánh nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là cọ toilet nhá. Đấy, lên cho em là có cọ toilet chưa nhỉ? Lên cho em là chổi toilet nhá, chổi toilet. Lên cho em là chổi toilet này. Đó, chổi toilet, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k cho một cái chổi toilet như này nhá. Đấy. Cái này thì các bác dùng được kỳ cọ, nó sẽ có cả cái đầu bên này để các bác cọ ngược nữa nhá. Đấy, hai đầu đảo chiều như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20k, lên cho em là chổi cọ toilet nhá. Giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo. Chổi toilet.
Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái bấm cúc nhá. Các bác lên cho em là kìm bấm cúc này. Đây nó sẽ là chọn bộ cho bác như này. Cả các cái loại cúc và kìm bấm như này nhá, kìm bấm như này. Thì các bác về các bác có thể bấm đính các cái cúc quần, cúc áo rồi các cái vị trí mà mình muốn ghim bấm vào đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40k. Lên mã giúp cho em đó là kìm bấm cúc nhá, kìm bấm cúc. Kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40k cho một cái bộ kìm bấm cúc như này, bao gồm cả kìm và các cái cúc sẵn có như này, về nhà các bác chỉ bấm cho em xong. Kìm bấm cúc giá sẽ là 40k. Bây giờ sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đó. Về nhà các bác chỉ cần bấm ghim vào như này, sau đó thì mình đính vào cho em này. Nó rất là tiện luôn. Đấy, dép guốc rồi quần áo này, rất là tiện nhá. Đó. Mình chỉ cần bấm vào như này là xong. Đó, quần bò còn biết bấm được hết nhá. Các loại cúc này rồi dép guốc các thứ này. Đấy. Thì nó rất là tiện, các bác dùng nó rất là đa di năng luôn. Đấy, rất là tiện các bác nhá. Đó. Giá thì chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm bấm cúc này thôi, lắp vào là mình bấm vào là xong nhá. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là kìm bấm cúc giá của nó sẽ là 40.000 các bác nhá. Rồi ok. Lên cho các bác cái siêu phẩm đèn kim nhá. Con này thì đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn anh em các bác này. Đó. Thì con này nó sẽ đổi màu liên tục. Màu của nó là 16 triệu màu luôn anh em các bác nhá. 16 triệu màu luôn. Đảo màu liên tục, hàng cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó sẽ xoay tròn như này các bác này. Khi mà có gió tác động là nó sẽ lắc này, rất là đẹp luôn. Và của nó sẽ là một cái giải màu mà 16 triệu màu, rất là đẹp luôn. Và nó sử dụng 3 quả pin con thỏ loại nhỏ nhá. 3 pin con thỏ loại nhỏ. Ba quả pin đồng hồ loại to nhá, pin đồng hồ bình thường. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65k. Giá không kèm pin các bác nhá, không kèm pin. Đó, rất là đẹp các bác này. Đây. Đấy, về nhà thì các bác cứ để là nó sẽ tuẻ ra như này, rất là đẹp luôn. Tuẻ ra thành một cái quả cầu tròn như này, rất là đẹp. Màu sắc rất là sặc sỡ nhá, 16 triệu màu, rất đẹp luôn và giá cực kỳ hợp lý cho các bác. Đấy, giá sẽ là 65k. Ok. Đó, số hotline bên em các bác có thể liên hệ nhá. Lên mã giúp cho em là đèn kim nhá. Giá của nó sẽ là một con như này giá sẽ là 65k. Đó, lên cho em là đèn kim này, giá của nó sẽ là 65k nhá. Đấy, 65k. Và không có pin nhá. Đấy. Không có pin. Đó. Đấy, không có pin nhá. Lên cho em đèn kim giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho con đèn kim như này. Và không có pin nhá. Đấy, thì về nhà các bác tự mua pin. Đó, đèn kim. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái mũ lưới này. Đấy, mũ lưới. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu màu xanh như này các bác này, màu xanh như này. Đấy. Mũ của lính Mỹ các bác nhá. Mũ của lính Mỹ, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, mũ lưới lính Mỹ như này rất chất lượng các bác này. Đấy, US các bác này, US này. Đó, US, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ là một con mũ này. Đấy. American này. Đấy, American rất chất lượng cho các bác luôn. Để em test sản phẩm cho bác xem nhá. Các bác này. Đấy. Thoải mái luôn các bác nhá. Đây. Hàng rất chất lượng nhá. Và đập khá thoải mái các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đây, đập hai con mũ rồi. Vào nhau này các bác này. Đấy, đập mạnh tay luôn này. Mạnh tay luôn, các bác thấy không? Không có hề hấn gì nhá. Đây. Không hề có một vết xước luôn các bác thấy không? Rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì các bác lên theo là mũ lưới nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Đấy, lên theo là mũ lưới nhá. Đấy, lên theo là mũ lưới. Nó có cái lưới đi kèm mà. Lên theo là mũ lưới 150k nhá. 150k. Hàng của quân đội Mỹ nhá, hàng quân đội Mỹ. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái dạng lưới như này. Một cái dạng lưới như này. Đấy, rất là đẹp cho các bác này. Đây. Đấy, đeo vào đội vào rất là đẹp luôn. Và ở trong này thì nó sẽ có một cho các bác là một cái lớp lót như này nhá. Một cái lớp lót như này. Một cái lớp lót qua chiếc rất là ngon luôn. Và các bác có thể điều chỉnh được cái độ to nhỏ của mũ ở cái đai này nhá. Đó, rất là xịn sò luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150k cho một con mũ lưới như này. Lên cho em là mũ lưới giá sẽ là 150.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đựng gạo nhá các bác nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là thùng gạo. Con này thì nó là một cái dòng tương đối là tiện ích các bác nhá. Tương đối là tiện ích luôn. Đó. Thì một con thùng gạo như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, lên mã tiếp theo là thùng gạo. Giá của nó sẽ là 180k cho một con thùng gạo như này. Đấy, con này thì nó rất là tiện ích để cho các bác sử dụng. Đây. Nó sẽ là một con thùng gạo rất là to. Con này thì nó sẽ đựng được khoảng là 10 đến 12 cân gạo nhá. 10 đến 12 cân gạo đây. Đấy. Rất là tiện ích nhá. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái ca luôn. Đấy. Có cho các bác một cái ca để các bác có thể để mình long gạo nhá. Một ca để mình long gạo luôn. Đó, rất là tiện ích này các bác nhá.
Đấy, một con thùng như này con rất là ngon luôn. Có cái ca để cho các bác đong gạo như này nhá. Con này thì đựng được 10 cân gạo nhá. Đấy. Rất chất lượng này. Các bác chỉ cần nhấn này là nó sẽ ra này, nhấn này là gạo nó sẽ chảy ra này. Đấy, và ưu điểm của nó là nó sẽ lấy gạo là lấy từ dưới lên, cho nên là các bác ăn không sợ bị gọi là bị gạo cũ nhá. Đấy. Gạo cũ mình cứ để ở dưới mình đổ gạo mới lên chốc là bao giờ nó cũng rơi gạo cũ xuống trước. Đấy. Rất là sạch sẽ. Đấy, ruồi muỗi kiến dán không sợ, có thể nhìn được là tính được lượng gạo này. Hàng thương hiệu Hokori, hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật. Đấy, hàng này nó gọi là hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã cho em là thùng gạo. Đấy, các bác lên cho em là thùng gạo, giá của nó sẽ là 180.000 đó. Lên cho em là thùng gạo nhá. Thùng gạo giá của nó sẽ là 180k cho một con thùng gạo như này. 180.000 cho một con thùng gạo này, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đó, rất đẹp, rất tuyệt vời các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi rác thông minh thôi nhá. Đấy. Các bác lên cho em là túi rác là được rồi. Dòng này thì nó sẽ là một dòng cực kỳ là thông minh và rất là tiện ích các bác nhá. Đấy. Rất thông minh, rất tiện ích luôn. Một bịch này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 100 chiếc luôn. Một bịch này 100 chiếc các bác dùng, nếu mà dùng một ngày một chiếc như vậy là các bác phải dùng 3 tháng thì mới hết một bịch này nhá. Đấy. Dùng 3 tháng mới hết một bịch này, cho nên là nó cũng rất là tiện. Nói chung là một ngày thì cũng chỉ hết một chiếc thôi, chứ còn nếu mà các bác dùng thì cũng chả có nhà nào nhiều rác mà ngày dùng vài chiếc cả, trừ trường hợp là có đình đám công việc. Đấy, về nhà thì các bác xé ra cho em như này. Đấy, nó sẽ có dập như này, các bác xé ra cho em này. Đấy, xé ra đó. Đây, mình sẽ xé ra như này này. Đấy, xé ra như này. Sau đó thì cái này thì thoải mái, các bác có thể chứa đựng đồ các thứ này. Đây, đấy, xé ra sau đó thì mình sẽ mở túi ra như này cho em này. Đấy. Kích thước của nó sẽ là 45 nhân với lại 40, 40 nhân 45. Đây. Đấy, cân nặng thoải mái luôn các bác. Đấy, mình cho vào, cho rác vào đi em. Đây. Đấy, nó sẽ xách như là một cái dạng túi xách này, rất là tiện các bác này. Đấy, đây, có theo. Đây. Đấy, cân nặng thoải mái, cho nước nóng ok. Đấy, thì các bác cứ này là các bác đi vứt rác là các bác chỉ cần kéo cái tay này, kéo cái quai này ra là xong. Đó, nó rất là tiện. Khi các bác đi vứt rác thì các bác kéo cái quai này ra nhá. Đây, cầm cái quai này kéo vào cho em này. Đấy. Cầm cái quai này kéo ra, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi, một con túi đựng rác này, rất là sạch sẽ. Đó. Các bác lên cho em là túi rác nhá, lên cho em là túi rác. Giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là túi rác nhá. Đấy, lên cho em là túi rác, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bịch túi rác như này, 50.000 cho một bịch. Bịch này của nó sẽ là 100 cái nhá, 100 cái tha hồ các bác sử dụng luôn. 100 cái các bác nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng tự phân hủy cho nên là nó không có ảnh hưởng đến môi trường nhá. Hàng của nó sẽ là hàng tự phân hủy cho nên là các bác dùng nó cũng rất là yên tâm, không ảnh hưởng đến môi trường. Mình vừa dùng vừa tiết kiệm mà vừa gọi là không hủy hoại môi trường thì nó rất là tuyệt vời nhá. Đấy, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Và giá thì cũng rất là hợp lý. Một con túi rác như này giá của nó chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. 50.000 cho 100 chiếc nhá. 50.000 cho 100 cái như này. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái các bác lên cho em là viên thuốc chuột nhá. Đấy, các bác lên cho em là viên thuốc chuột, giá của nó sẽ là 30.000. Đó, viên thuốc chuột này, hàng của Thái Lan nhá. Viên thuốc chuột hàng của Thái Lan. Đó, giá của nó sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp như này các bác nhá. 30k cho một hộp viên thuốc chuột như này. Dòng này của nó sẽ là thuộc dạng viên màu hồng nhá, thuộc dạng viên màu hồng. Dòng này thì siêu nhạy luôn. Cái này thì nó sẽ là viên màu hồng này nó sẽ thu hút chuột rất là nhiều và chuột nó sẽ bị dẫn dụ theo cả đàn luôn. Một con ăn là nó sẽ rủ cả đàn đến ăn và chết cả đàn luôn nhá. Đây, một hộp như này các bác này. Đấy. Hàng thì 100% là hàng xịn của Thái Lan luôn. Rất chất lượng các bạn, rất chất lượng luôn, hàng Thái Lan nhá. Đấy. Hàng Thái Lan, mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng. Đây, qua này. Con này bán thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn. Đây, đấy. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng qua này. Đây, đấy. Mã tem, mã vạch các thứ đàng hoàng nha. Hàng của Thái Lan nhá. Toàn bộ chữ Thái hết nhá. Giá sẽ là 30k. Còn bác nào lấy 5 hộp thì sẽ là bằng 140k nhá. 5 hộp sẽ bớt được 10.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo. Đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm. Đó là cái bộ khẩu nhá. Bộ khẩu 12 chi tiết. Các bác lên cho em là khẩu 12 nhé, khẩu 12. Giá thì chỉ có 160.000 cho một cái bộ khẩu 12 này thôi. Bộ này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Hàng này thì nó sẽ là một cái phân khúc. Sao? 8-24. Không, nó bị hai con 19, không có con 17 à? Có chứ sao không có. Nó bị hai con 19 này. Ở đây của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là đầu khẩu từ 8-24 nhá. Và một tay công, một tay nối dài. Đó, từ 8-24, một tay công, một tay nối dài các bác này. Đấy, giá thì nó sẽ là một tay công và một tay nối dài như này. Con này thì có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, tay nối dài này các bạn này. Và đầu khẩu của nó thì nó sẽ là từ 8-24 nhá, từ 8-24, rất là tiện luôn các bạn này. Đấy, rất tiện luôn, dùng thì cực kỳ là ngon các bạn nhá. Đấy, dùng rất là ngon luôn. Đây các bạn này. Đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, bắt theo.
xoáy nhanh đảo chiều này, các bác có thể lắp ngắn dùng trực tiếp này, hoặc là các bác có thể cho dài ra để mình sử dụng nhá. Nó rất là đẹp luôn. Đấy. Đây, những cái đầu khẩu của nó thì rất là tuyệt vời các bác này. Nghe cái chất thép của nó các bác đã thấy là thích rồi. Đó, rất chất lượng nhá. Hàng chất lượng luôn. Đầu của nó vuông vức đẹp, chất thép mạ chrome sáng bóng, rất tuyệt vời luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ khẩu 12 nhá. Lên cho em là khẩu 12. Đó, bao gồm cho các bác là 12 chi tiết như này. Lên cho em là khẩu 12, giá chỉ có 160.000 thôi. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đó, giá rất là tốt cho các bác luôn. Lên cho em là khẩu 12 nhá. Khẩu 12 giá của nó sẽ là 160k nhá. 160k thì cái bộ khẩu 12 như này. Hàng cực kỳ chất lượng và giá rất tốt cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là con một cái loại thuốc chuyên trị kiến gián nhá. Đấy, các bác lên cho em là thuốc kiến gián này. Đây. Đấy, thuốc diệt kiến gián tận gốc luôn. Con này thì chuyên diệt kiến gián tận gốc luôn nhá. Các bác chỉ cần xoáy ra nhỏ vào các cái đường đi của nó này, hoặc là các cái khu vực mà nó hay di chuyển hay làm tổ, hoặc là các khu vực mà nó hay có nhá. Đấy. Thì các bác nhỏ cho em từ 5 đến 7 giọt vào đường đi hoặc các nơi nó trú ẩn này. Sau khi chúng sẽ ăn thì thức ăn sẽ lan truyền ra và nó chết cả đàn luôn. Đó. Giá thì đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 10k trên một lọ như này nhá. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1. Đó. Các bác lên cho em là lọ thuốc gián nhá, lọ thuốc kiến gián, lọ thuốc kiến gián 10k trên một lọ, mua 5 tặng 1. Đấy. Lên mã giúp cho em là lọ thuốc kiến gián nhá, lọ thuốc này. Đó, lọ thuốc kiến gián. Lọ thuốc kiến gián nhá. Giá của nó sẽ là 10k trên một lọ nhá. Vậy và các bác sẽ là mua 5 thì được tặng 1 nhá. Mua 5 thì được tặng 1. Đó. 10k trên một lọ và mua 5 thì tặng 1 nhá. 10k trên một lọ. Đây. Đấy, nó sẽ là lọ thuốc kiến gián như này. 10k trên một lọ thôi. Đợt này về cho bác giá rất là tốt luôn, 10.000 trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ được tặng 1 nhá. Mua 5 sẽ được tặng 1. Con này thì siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi, rất nhạy luôn các nhá. Đấy. Hàng này phải nói là siêu nhạy luôn các nhá, siêu nhạy luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 10k thôi. 10k nhá và mua 5 tặng 1 cho các bác luôn, giá cực kỳ ưu đãi nhá. Giá rất tốt, rất ưu đãi cho các bác luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái cắt trên nhà đấy. Cái gì đấy? Các bác lên cho em là xiên hoa quả nhá. Một hộp như này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là 10 chiếc các nhá. Hộp này sẽ là 10 chiếc các này. Đấy, 2 này, 4 này, 6 8 10. 10 chiếc xiên hoa quả như này. Con này thì rất là tiện để các bác dùng để mình xiên hoa quả sử dụng ăn hoa quả, thức ăn, đồ ăn thức uống rất là ok. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức này. Đấy, hàng thương hiệu Winling của Đức. Đấy, và các bác dùng để khi mình ăn hoa quả thì mình xiên, rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác một cái bộ xiên hoa quả như này. Đấy, một cái bộ xiên hoa quả như này bao gồm cho các bác là 10 chiếc nhá, 10 chiếc và giá thì cực kỳ là tốt cho bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá. Giá của nó chỉ có cho các bác là lên mã giúp cho em là xiên hoa quả nhá. Đấy, xiên hoa quả này. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k cho một cái bộ xiên hoa quả như này. Đấy, giá của nó sẽ là 50k nhá. Lên cho em là xiên hoa quả, giá sẽ là 50k. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái pin 18650 nhá. Đấy, các bác lên cho em là pin 18650 này. Đấy. Pin của hãng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop vẫn đang gửi tới bác cái giá đó là 30k trên một viên như này nhá. 30k trên một viên như này. Đấy, lên cho em là pin 18650. Đấy, pin của hãng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Đấy, pin đóng pin của hãng giá sẽ là 30k cho một viên như này nhá. 30k cho một viên như này. Lên cho em là pin 18650, giá sẽ là 30.000 cho một viên. Đó, rồi ok. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong khung giờ tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi công 12 dự án giao thông trong những tháng cuối năm, thông tin có trong chuyên mục Trước giờ mở cửa. Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương cần thận trọng trong việc xây dựng tạo nguồn cán bộ trung ương là nội dung trong thời sự toàn cảnh. Phần cuối chương trình như thường lệ là bản tin thật và giả. Bây giờ xin chuyển tới quý vị và các bạn phần tin tức. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành xem xét cho ý kiến về công tác xây dựng pháp luật. Đáng chú ý là chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông. Đây là một trong hai chuyên. Hello chào các bác nhé. Nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về cho các bác cái lô đài FM của Nhật nhé.
Dòng này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, nó là một cái dòng cực kỳ chất lượng. Đợt này thì về mẫu mã có cải tiến, có thêm cho các bác một con đồng hồ nữa, hàng combo và giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Kỳ 2 và dịp mùng 2 tháng 9 tới. Đây. Dự án với số vốn đầu tư hơn 2.500. Mặt của nó thì được mạ chrome rất là sáng bóng nhá. Còn thân của nó thì nó sẽ là ốp gỗ như này, ốp giả gỗ này các bác này. Đấy. Thân của nó ốp gỗ rất là đẹp luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là hợp lý nhá. Đấy các bác này. Rất là đẹp luôn. Đó, thấy không? Đây. Âm lượng to nhỏ đây nhé, to nhỏ đây và cho bé đi ở đây này. Đấy. Cơ quan này, con này thì có các bác có thể là nghe đài hoặc là nghe nghe MP3 nhé. Các bác có thể bắt Bluetooth để nghe MP3 cũng rất là ok luôn, nghe nhạc bắt Bluetooth nó cũng như một con loa Bluetooth luôn. Nói chung là hàng đa chức năng nhé. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là tốt luôn. 31/1/2024 chậm nhất đến ngày 31/3/2024 tỷ đồng. Từ hôm nay, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng được chi trả theo quy định mới. Người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trước ngày 1/1/1995 tại nghị định. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là đài FM nhé. Con này thì đang bán là 300, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 260.000 thôi. Đấy, lên cho em là đài FM nhé. Đài FM này, em đang bán là 300k, đợt này về cho bác giá cực sốc luôn. 260k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. 260.000 cho một con đài FM này, bao ship đến tận nhà, nhận hàng kiểm tra thanh toán các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra thanh toán cho em. Đó, nhận hàng các bác có quyền test thử kiểm tra. Đấy, thanh toán coi nhá. Đấy. Có đồng hồ này. Trong tháng 9 năm 2000. Con này thì nó sẽ có đồng hồ nhá. Đây anten của nó này. Đấy, các bác có thể xách đi xách về rất là gọn luôn này, như một cái vali luôn. Đó, rất là gọn luôn. Cái này thì các bác có thể để điện thoại lên cũng ok. Đó. Và đây thì nó sẽ có các cổng kết nối như là jack 3.5 để các bác nghe nhạc này, tai nghe này, USB này, thẻ nhớ này. Rồi chân sạc vào này. Đó, và đây là cái điều khiển cái công tắc của đồng hồ nhá. Các bác tắt đi này, bật lên này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cái nút để các bác núm đây, cái núm này để các bác điều chỉnh đồng hồ này. Đó, núm này các bác điều chỉnh đồng hồ. Và đây là cái công tắc tắt bật đồng hồ nhá, công tắc tắt bật đồng hồ ở đây. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác với con giá rất là hợp lý luôn. Một con đài FM như này, giá chỉ có 260.000 thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác một quả pin 18650 luôn rồi. Cứ về cứ thế là các bác sử dụng thôi. Đó, rất là tiện ích các bác nhá, rất tiện ích luôn. Đó, theo. Đấy. Rất là ngon lành nhá. Lên cho em là đài FM nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000 cho con đài FM như này. Đó. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác một cái dòng sản phẩm, đó là cái khăn lau giày nhá. Các lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đấy, khăn ướt lau giày. Các bác lên cho em là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt này. Cái này là khăn ướt lau giày nhá. Đó, khăn ướt lau giày. Giá của nó sẽ là 20k trên bịch như này thôi. 20.000 trên bịch như này. Và 50k thì là sẽ là bằng 3 bịch nhá. Đấy, 50k là sẽ là bằng 3 túi. Đó, 50.000 3 túi, còn là 20k trên một túi nhá. 20k trên một túi. Đó, 20k trên một túi như này. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn lau mà nó sẽ rất là đa di năng luôn. Đó. Thì nó sẽ lau được hết các loại giày nhá, giày vải, giày giấy, giày ướt, giày khô là lau được hết nhá. Các bác chỉ cần là mở cái nút này ra này. Đấy, mở cái nút này ra. Sau đó thì mình lấy cái khăn ra. Ở đây thì nó sẽ là một cái dạng khăn nó đã có sẵn tẩm sẵn xà bông rồi. Đấy, xà bông cũng như là các cái chất tẩy thôi nhá. Đấy, xà bông và các cái chất tẩy rồi. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái khăn như này. Khi lau vào thì cái xà bông của nó ra rất là nhiều luôn nhá. Đấy, xà bông nó ra rất là nhiều luôn. Các bác có thể dùng để lau giày, lau dép đều được hết đây. Ví dụ như này này. Đấy các bác này, đây như em đang lau này. Đấy, lau là nó sẽ sạch bóng lên luôn các nhá. Đấy, ví dụ giày dép của các bác bẩn này, đây nhá. Đôi dép này của em nhá. Đấy, nó rất là bẩn luôn này. Đấy, em lau phát là nó sẽ sạch luôn nhá. Cái này thì nó sẽ có là có cả xà bông bên trong luôn. Có cả xà bông bên trong đây, cái này em mục sở thị cho các bác xem luôn. Chứ không cần phải là đấy, các bác cứ lau sạch đi này cho em, xong rồi mình lấy cái khăn khô mình lau đi là xong. Lấy khăn khô mình lau đi nhá. Đấy, mình lấy khăn khô mình lau đi. Đó, đây các bác này. Đấy, các cái vết bẩn nó sẽ ra hết khăn luôn. Đây, các bác xem nhá. Đấy, em lau có một tí này. Đấy, cái bên lau rồi và bên chưa lau khác nhau hoàn toàn nhá. Lau rồi nó như mới luôn các bác này. Đấy, lau rồi nó như mới luôn. Thì các bác đi giày, giày da, giày vải các thứ, mình chỉ cần lau đi như này cho em là xong này. Đấy, lau đi như này là sẽ sạch bóng hết luôn. Đấy, đây như cái đôi dép này em lau này các bác thấy không? Đây. Đấy, một nửa chưa lau nó đen xì xì này. Đấy, mốc trắng nhá. Nửa này lau rồi lại hồng lên các bác này. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đấy, thì lên cho em là khăn ướt lau giày nhá, khăn ướt lau giày. Đó, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Cái này thì nó rất là tiện ích các bác, ví dụ đi làm về hoặc là các bác đi công tác đi đâu cũng được, mình có thể mang đi mình sử dụng hoặc là để sử dụng ở nhà. Đấy, bẩn là mình lau trực tiếp luôn, các bác không cần phải giặt, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày các nhá, giặt thì nó nhanh bị hỏng giày. Đó, con này. Hôm nay là siêu bận nha mọi người. Đây,
để siêu sạch à? Ai? Wow. Anh chả nghe. Wow. Anh chả có tầm cái giày nha mọi người. Giày này ra siêu bận nha mọi người. Ai chả hết chị ạ? Ai chả đấy? Cô giản ơi, có sạch nha mọi người, có sạch nha. Và nếu các bạn có những đôi giày sánh nhưng mà nó chỉ hơi bẩn bẩn nhẹ một tí thôi, nhưng mà đi mưa như mình rồi, rất là sạch luôn các nhá. Đó. Giày không ăn thua rồi. Ra không tưởng trên nào thế này chưa được. Nhưng mà bẩn ít thì lau, bẩn nhiều thì nhìn thôi. So sánh hai lần giày lau giày chuyên dùng hot hit có sạch như cũng đừng nói. Lau thì sẽ có những cái bọt ra phía trên này. Tương đối nha. Những cái vết đế giày này khó hơn này. Cũng tương đối. Loại đen thì không ra những cái bọt xà phòng như loại vàng. Đấy, rất là ok các bạn nhá. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái chảo ngập dầu các bạn nhá. Các bạn lên cho em là chảo ngập dầu. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100k. Đường kính của nó là 20cm, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, đường kính 20cm, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, để các bác chiên ngập dầu thì mình dùng để mình chiên rán đồ ăn thức uống đều ok hết nhá. Đó đây, hàng của Nhật các bác này. Đây. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết này. Con này thì dung tích của nó sẽ là chảo thì nó thường nó tính theo đường kính nhá. Đường kính của nó là 20cm các bác, 20cm. Và các bác sẽ có kèm thêm là một cái dàn như này để các bác, khi các bác chiên rán thì mình đặt thực phẩm lên. Đấy, nó sẽ là một cái con chảo khá là dày dẫn nặng và chắc chắn đây con này. Rất là chắc chắn luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy các bạn này. Đường kính của nó là 20cm nhá, 20cm. Khá là dày dẫn chắc chắn. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Đấy, một cái khay đỡ như này để các bác đặt vào. Đấy, các bác có thể đặt vào để mình ví dụ như mình rán nem này hoặc là rán các cái đồ chiên nấu xào thì các cái đồ tôm tiếc thì mình đặt lên đây cho em. Đặt lên đây để mình sử dụng nhá. Đó, nó rất là tiện. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Các bác lên cho em là chảo ngập dầu nhá, chảo ngập dầu. Giá của nó sẽ là 100k. Đường kính của nó là 20cm nhá. Chảo ngập dầu này, lên cho em. Chảo ngập dầu. Chảo ngập dầu nhá, giá của nó sẽ là 100k cho một con chảo ngập dầu như này, 100.000 các bác nhá. 100.000 cho một con chảo ngập dầu như này. Con này thì rất là tiện con. Đấy, các bác chỉ cần là cho dầu này rồi vào đây là mình sử dụng nhá. Ví dụ các bác có thể chiên rán nem này rồi rán phồng tôm này rồi rán tất cả các loại mình cho vào đây cho em, nó rất là tiện. Và con này thì có tráng đá nhá, tráng đá chống dính. Các bác có thể rán được, chiên rán được, ok hết nhá. Giá thì rất hợp lý đâu, chỉ có 100.000 cho một con chảo như này. Hàng của Nhật mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Đấy, mới tinh mới con luôn, chưa qua sử dụng. Đấy, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi, nó rất là tiện dụng nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về, con này là 100.000 nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bảng tô nhá, bảng tô. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy, các bác lên cho em là bảng tô hoặc là bảng tự xóa nhá. Đấy, bảng tô, bảng tự xóa. Lên cho em là bảng tô này. Bảng tô bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k trên một con bảng tô như này. Đấy, con này thì rất là tiện. Các bác có thể sử dụng cho các em bé nhà mình học hành, sáng tạo rồi làm các công các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây. Ở đây thì nó sẽ là một con bảng kèm thêm một cái bút như này. Và nó sẽ tự xóa được nhá. Về nhà thì các bác mở cho em cái nút khóa đằng sau này ra này. Đấy, nút khóa đằng sau này ra cho em. Đó, mở cái nút khóa đằng sau này ra cho em là xong. Đây, xóa đi này. Đấy, các bác lên, các bác lên YouTube hoặc lên TikTok các bác gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá. Đấy, shop Phạm Huấn này. Đó, gõ cho em là shop Phạm Huấn là sẽ ra nhá. Đấy, gõ cho em shop Phạm Huấn này. Đó, các bác không thích nữa thì lại xóa đi nhá. Các em có thể thỏa sức tô vẽ sáng tạo này. Con này màn hình LED nhá, màn hình LED LCD. Màn hình LED LCD luôn. Các bác dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy. Đây, rất là đẹp con này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là bảng tô nhá. Bảng tô, giá của nó sẽ là 50k. 50k trong con bảng tô như này, rất tuyệt vời luôn. Các bác có thể mua về để làm quà cho trẻ em nhà mình. Đây, nó có cái nút khóa đằng sau này, các bác đẩy cái nút khóa này cho em này. Đấy, có bút nhá, có bút như này, rất là tiện luôn. Đấy, con này thì nói chung là giá rất là hợp lý rồi, chỉ có 50.000 thôi. Đấy, mua về để làm quà cho em bé nhà mình, để cho các em nó làm, các em học để thỏa sức sáng tạo, tránh xa điện thoại máy tính nhá. Đấy, tránh xa điện thoại máy tính. Lên trên là bảng tô, giá sẽ là 50k nhá. Đó. Tiếp theo cũng là một cái dòng sản phẩm để cho các em chuyên tâm học hành, tránh xa điện thoại máy tính bảng nhưng mà vẫn thu hút được các em nhé. Đó là cái máy đọc chữ à? Máy đọc thẻ nhá, các bác lên cho là máy đọc thẻ nhá. Đó, máy đọc thẻ, giá thì sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000.
Đấy, con này thì thẻ giáo dục trẻ em này. Đấy, ở đây nó sẽ là một con máy như này, kèm thêm cho bác là một cáp sạc và một cái hộp thẻ đây. Cái hộp thẻ này thì nó rất là nhiều thẻ luôn. Ở đây nó sẽ có cho các bác là 112 cái thẻ nhá, 112 cái thẻ với 224 nội dung khác nhau. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng nhá. Về nhà thì các bác giữ cái phím nguồn này, phím này này, giữ này cho em. Đó, sau đó bật lên này. Đấy. Đấy, ở đây thì nó sẽ rất nhiều nội dung nhá. Trái cây này, đồ dùng này, đấy, rồi xe cộ này, đây. Đấy, xe buýt 2 tầng các bác này, đây. Em lắp vào cho các bác xem này. Đó. Xe buýt 2 tầng. Double decker bus. Đấy, cái này thì nó sẽ có cả tiếng cả hình luôn. Xe taxi. Taxi. Đấy, nó sẽ rất là nhiều, có những cái thì nó sẽ có cả cả hình cả tiếng nhá. Đấy. Đó, có theo không? Đây. Xe trộn bê tông. Agitator truck. Đấy, có theo. Đó, đầy đủ các bác luôn. Xe thể thao. Sports car. Đấy, rất là tiện nhá. Đó. Kể cả các cái chủ đề về con vật nó cũng đều có âm thanh hết nhá. Đấy. Thì ở đây nó sẽ là 112 cái thẻ với tổng của nó sẽ là 220 nội dung, 224 nội dung cho các bác luôn. Đó. Một thẻ này là hai mặt. Con cú. Ao. Đấy, có cả tiếng kêu luôn nhá, con thỏ này. Con thỏ. Rabbit. Đấy, các bác thấy không? Rất là hay luôn. Có mô phỏng hết nhá. Con ngựa. Horse. Đấy, thì các bác có thể mua về để mình con chuột. Mouse. Con này thì ưu điểm của nó là nó có cả tiếng Việt, cả tiếng Anh nhá. Thì các bác mua về cho trẻ em nó học. Đấy, rất là nhiều như này luôn. Các nội dung như này thì mua về cho các em học để tránh xa điện thoại, máy tính bảng, mà vẫn là hàng công nghệ nhá, đồ công nghệ, để các em có thể giải trí và biết được là cả tiếng Anh, cả tiếng Việt luôn. Đó, thì nó sẽ là một cái hộp thẻ như này, bao gồm cho các bác là hơn 100 cái thẻ đây. 112 cái thẻ này, 224 từ vựng nhá. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Đấy, giá thì rất là hạt rẻ cho các bác, để các bác có thể mua để làm quà cho các em nhà mình. Đây, các bác tắt nguồn thì tắt ở đây cho em này. Đó, tắt nguồn ở đây. Đó. Đấy, giữ lì ở đây nó sẽ tắt nhá. Đấy, các bác rất tiện dụng luôn. Thì một cái hộp thẻ như này, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là máy đọc thẻ nha, giá của nó sẽ là 110k cho một con máy đọc thẻ như này. 110.000, rất tiện dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái giá đỡ điện thoại các nhá. Đấy, các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại. Con này thì bên shop bán khá là nhiều rồi, và giá thì dòng này thì cái giá của nó rất là bình dân các bác. Đấy, giá vẫn rất bình dân. Một con giá đỡ điện thoại như này, giá chỉ có 30.000 thôi, 30.000. Sản phẩm sẽ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chân như này, một cái đế này các bác. Xoáy cái này vào cho em này, một đế này. Đấy. Tiếp theo thì các bác lắp cho em cái này vào đây này, lắp cái này vào đây. Đó. Và cái này thì nó sẽ là ở đây này. Đấy, các bác lắp cái này vào đây. Lắp cái này vào đây, sau đó thì cho cái này xuống này. Đấy, đây. Xoáy cái này vào. Cái này thì các bác có thể cho lên, tụt lên, tụt xuống tùy theo nhá. Đó. Sau đó thì các bác lắp cái này vào đây cho em này. Đấy, lắp cái này vào đây. Đó. Lắp cái này. Đấy. Sau đó thì các bác có thể tùy chỉnh, nó có thể ngoắt nghéo đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Đó, đảo chiều các kiểu được luôn. Đây, xoáy cái này vào đây cho em. Đó. Con này thì về nhà lắp ráp thì rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi các bác này. Đấy, nó chỉ có mấy chi tiết như này thôi. Đấy, trẻ con cũng làm được các nhá. Đây, thì đây là cái điện thoại của em này. Em sẽ cho vào cho các bác xem này. Con điện thoại này của em là hàng rất là to luôn đấy nhá, hàng khủng luôn đấy. Màn hình to các nhá. Đây. Đấy, dùng rất là ngon các bác này. Thì các bác có thể là cho dọc, cho ngang này, đấy, cho quay lên, quay xuống này, để các bác có thể lướt TikTok này, rồi xem YouTube này. Đấy, và các bác có thể là để trực tiếp ở trên giường này, mình không cần phải cầm tay, mỏi tay nhá. Đó, rất là tiện luôn. Quay lên, quay xuống, đảo chiều được hết nhá. Đó, rất là ngon lành luôn. Mà giá thì lại rất là hợp lý các bạn, giá rất hợp lý luôn. Lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá, giá đỡ điện thoại. Cái này có thể tụt lên, tụt xuống được nhá. Đấy, tụt lên, tụt xuống, ngoắt nghéo, xoay đảo chiều được hết luôn. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k. Đó. Các bác lên cho em là giá đỡ điện thoại nhá. Đó. Giá đỡ điện thoại này. Giá đỡ điện thoại, giá của nó sẽ là 30k trên một chiếc nhá. 30k trên một chiếc rồi, ok.